Đừng tiếc like và comment khi xem video. Lời khuyên chung cho tất cả mọi người: tất cả chúng ta đều không cần phải suy nghĩ lâu dài để thấy rằng mọi sinh linh đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc và ghét bỏ khổ đau. Ta không thể tìm thấy bất cứ một loài sâu bọ nào lại không biết tìm đủ cách để trốn tránh khổ đau và tìm kiếm an toàn. Con người có thể làm hơn như thế nhiều nhờ vào khả năng biết suy nghĩ. Lời khuyên đầu tiên của tôi là hãy dùng cái khả năng biết suy nghĩ ấy để làm một cái gì ích lợi. Thích thú và khổ đau dựa trên sự cảm nhận của các cơ quan giác cảm và sự thỏa mãn nội tâm. Đối với chúng ta thì sự thỏa mãn nội tâm quan trọng hơn nhiều. Đó là gia sản riêng của con người. Súc vật, trừ một vài trường hợp, không đủ khả năng làm được việc ấy. Đặc tính của sự thỏa mãn nội tâm chính là sự an bình. Nó bắt nguồn từ sự hào phóng, lương thiện và những gì mà tôi gọi là cách ăn ở đạo đức, có nghĩa là biết kính trọng quyền được hạnh phúc của người khác. Một phần lớn khổ đau phát sinh chỉ vì lý do ta có quá nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều nhưng ta lại không suy nghĩ một cách lành mạnh. Ta chỉ quan tâm đến những thỏa mãn nhất thời, không đắn đo đến những lợi ích và khó khăn sẽ gây ra cho chính mình và cho người khác trong lâu dài. Tóm lại, thái độ ấy luôn luôn quay ngược để gây thiệt hại cho chính mình. Thật là chắc chắn, chỉ cần đơn giản thay đổi cách nhìn đối với mọi sự vật là ta có thể làm nhẹ đi những khó khăn trong hiện tại và tránh không tạo thêm những khó khăn mới trong tương lai. Một số khổ đau, chẳng hạn như sự sinh, bệnh tật, sự già nua và cái chết không thể nào tránh khỏi. Chỉ có một việc duy nhất mà ta có thể làm được, ấy là tìm cách làm giảm bớt sự sợ hãi do những thứ ấy gây ra. Tuy nhiên, không biết bao nhiêu khó khăn trên thế gian này, từ những cãi vã trong gia đình cho đến những cuộc chiến tranh hung hãn nhất, đều có thể tránh được nếu cứ thật thà mà chọn lấy cho mình một cách cư xử lành mạnh. Nếu ta không biết suy nghĩ một cách chín chắn, hoặc cái nhìn của ta quá ngắn hạn, hoặc là các phương pháp của ta thiếu chiều sâu, hay ta không biết cảm nhận mọi sự vật bằng một tâm thức cởi mở và thư giãn, thì nhất định ta sẽ biến những gì thật nhỏ nhặt lúc ban đầu trở thành những khó khăn trọng đại. Nói một cách khác, ta sáng chế ra một số thật lớn những khổ đau cho chính mình. Đấy là những lời tôi muốn nói trong phần mở đầu. Chương 1. Những lứa tuổi trong cuộc đời. Lời khuyên những người trẻ tuổi. Bất cứ nơi nào, trong các trường học cho trẻ em tị nạn trên đất Ấn hoặc tại các quốc gia khác, tôi cũng đều vui mừng khi được tiếp xúc với những người trẻ. Tuổi trẻ rất bộc trực và ngây thật, tâm hồn cởi mở và mềm dẻo hơn những người đã trưởng thành. Khi tôi nhìn thấy một đứa bé, cảm nghĩ trước tiên phát xuất từ đáy lòng tôi là đứa bé ấy chính là con tôi, hay đó là một người bạn thân thiết từ lâu của tôi mà tôi có bổn phận phải chăm lo và trìu mến. Những gì quan trọng hơn hết đối với các em là sự giáo dục. Giáo dục ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng, tức là hấp thụ sự hiểu biết và đồng thời phải phát triển cả những phẩm tính căn bản của con người, phải toàn diện cả hai. Chính tuổi trẻ sẽ làm nền móng cho sự sống. Phương cách suy tư mà ta học hỏi được lúc còn trẻ sẽ ảnh hưởng sâu đậm trong suốt sự hiện hữu sau này. Cũng giống như thức ăn và vệ sinh thân thể sẽ ảnh hưởng đến thân xác trong tương lai. Nếu tuổi trẻ không dồn hết nỗ lực vào việc học hành, thì sau này sẽ khó lòng mà bù đắp vào khiếm khuyết đó. Tôi từng nhận thấy những kinh nghiệm đối với chính tôi. Khi còn trẻ, đôi khi tôi có phần lơ là, không quan tâm đến những điều học hỏi. Sau đó tôi hối hận vô cùng. Tôi nhận thấy trong khoảng thời gian ấy, tôi đã đánh mất đi một cái gì đó. Dựa vào những kinh nghiệm trên đây, tôi khuyên tuổi trẻ nên ý thức giai đoạn còn được học hỏi là giai đoạn then chốt nhất trong sự hiện hữu của chính mình. Ngay khi còn trẻ, cũng phải tập sống thuận thảo và tương trợ lẫn nhau. Những chuyện cãi vã và xung đột nhỏ nhặt không sao tránh khỏi được, nhưng điều quan trọng hơn là phải biết xóa bỏ những chuyện ấy, không nên giữ lại bất cứ một chút oán hận nào trong lòng. Người ta vẫn nghĩ rằng tuổi trẻ không quan tâm đến những vấn đề hệ trọng, chẳng hạn như cái chết.
Tuy nhiên, khi tôi lắng nghe những câu hỏi mà họ nêu lên, tôi mới thấy họ suy tư rất nhiều về những chủ đề thật nghiêm trọng, nhất là những gì xảy ra phía sau sự sống này. Khi còn trẻ, trí thông minh đang phát triển, tâm trí tràn ngập những điều thắc mắc, lòng thiết tha mong mỏi được hiểu biết là căn bản của sự nảy nở. Khi ta quan tâm đến thế giới này và càng tìm hiểu tại sao mọi sự vật lại như thế, thì khi đó tâm thức ta sẽ càng trở nên trong sáng hơn và tinh thần sáng tạo sẽ phát triển hơn. Theo tôi còn một điều nữa rất thiết yếu. Trong xã hội tân tiến ngày nay, người ta có chiều hướng không quan tâm nhiều đến những gì mà tôi thường gọi là phẩm tính tự nhiên của con người. Ấy là sự tốt bụng, lòng từ bi, sự hợp tác và khả năng tha thứ. Khi còn trẻ, người ta kết hợp với nhau một cách dễ dàng. Chỉ cần một lần gặp nhau và cùng nhau vui cười là cũng có thể trở thành bạn hữu với nhau. Không cần biết người bạn của mình làm nghề gì và thuộc giống dân nào. Điều quan trọng là người bạn mình cũng là một con người như chính mình và cũng chỉ cần như thế là đủ để kết bạn với nhau. Khi càng lớn lên, người ta càng lơ là với yêu thương, với tình bạn hữu hay sự tương trợ. Những gì trở nên hệ trọng và đáng quan tâm hơn cho họ là chủng tộc, tín ngưỡng và cái xứ sở đã sinh ra họ. Họ quên mất những gì hệ trọng và chỉ chú tâm đến những gì hời hợt mà thôi. Vì thế, tôi muốn khuyên những ai đang bước vào cái tuổi 15, 16 không nên đánh mất cái tươi mát của tâm hồn tuổi trẻ, mà phải cố gắng quan tâm và duy trì lấy nó. Hãy thường xuyên suy tư về những gì sâu xa nơi con người, để từ đó sẽ tìm thấy sự tin tưởng vững chắc nơi bản chất đích thực của chính mình. Củng cố sự vững tin trong lòng mình. Thật quan trọng phải sớm ý thức được rằng đời sống của con người không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn thực hiện một cách tốt đẹp sự sống ấy thì không được nản chí khi những khó khăn hiện ra, và nhất là phải có một sức mạnh bên trong. Ngày nay, người ta xem trọng chủ nghĩa cá nhân, đặt nặng quyền suy nghĩ riêng tư của mỗi người, không nhất thiết phải phù hợp với giá trị xã hội hay truyền thống sẵn có. Đó cũng là một điều hay. Tuy nhiên, trên một khía cạnh khác, con người chỉ biết hấp thụ những thông tin từ bên ngoài qua trung gian các cơ quan truyền thông, nhất là mạng lưới truyền hình. Những loại thông tin ấy trở thành những dẫn chứng duy nhất để cho ta dựa vào. Chúng là nguồn gốc duy nhất mang đến cảm ứng cho ta. Sự lệ thuộc quá đáng này làm cho ta trở thành bất lực, không còn đủ sức để đứng vững một mình. Chúng ngăn chặn không cho phép ta dựa vào những phẩm tính đích thực của chính mình, để rồi đánh mất cả sự vững tin nơi bản thể của chính mình. Theo tôi thì sự tự tin và khả năng tự đứng vững một mình là những gì thật thiết yếu để thành công trong sự sống. Tôi không có ý đề cập đến sự vững tin ngu xuẩn, mà chỉ muốn nói đến sự kiện phải ý thức được tiềm năng sẵn có từ bên trong của mỗi người. Một niềm tin vững chắc là chúng ta luôn luôn có khả năng tự sửa chữa, tự cải thiện, giúp cho mình trở nên phong phú hơn. Và nhất là phải hiểu rằng không có một thứ gì bị đánh mất một cách vĩnh viễn. Các chủ đề ưa chuộng của mạng lưới truyền thông là cướp bóc, tội phạm, những hành vi thúc đẩy bởi sự hám lợi hay hận thù. Tuy thế, ta không thể nào bảo rằng trong thế giới này tuyệt nhiên không có một hành động cao cả nào xảy ra, không có hành vi nào thoát ra từ phẩm tính căn bản của con người. Chẳng lẽ không có ai chăm lo cho những người bệnh tật, trẻ mồ côi, người già yếu và những kẻ tật nguyền với tấm lòng bất vụ lợi? Chẳng có một ai đứng lên vì tình thương yêu kẻ khác hay sao? Những hành vi như thế xảy ra rất nhiều, nhưng ta lại xem những hành vi ấy là bình thường. Tôi tin chắc rằng từ bản chất và từ nơi sâu kín của lòng ta, chẳng có ai muốn sát sinh, hãm hiếp, cướp bóc, nói dối hay phạm vào những hành vi tiêu cực khác. Trái lại, tất cả chúng ta đều hàm chứa khả năng yêu thương và từ bi. Hãy nhìn vào tầm ảnh hưởng của sự trìu mến phát sinh một cách tự nhiên nơi người mẹ khi ta lọt lòng. Thiếu sự trìu mến đó, ta đâu còn sống đến hôm nay. Hãy tự nhìn xem chúng ta đang cảm thấy an lành như thế nào khi được che chở bởi tình thương yêu của những người chung quanh, kể cả lúc chính ta tự phát lộ được tình thương yêu đó. Trong trường hợp ngược lại, ta sẽ cảm thấy khổ sở ra sao khi đang bị giận dữ và hận thù xâm chiếm. Tư duy và hành vi phát sinh từ yêu thương ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể xác một cách rõ rệt.
chúng phù hợp với bản tính đích thực của ta. Trái lại, những hành vi hung bạo, độc ác, hận thù sẽ chi phối và khống chế ta. Để rồi ta cảm thấy thích thú khi nghe đề cập đến những chuyện như thế, và cũng chính vì thế mà chúng xuất hiện ngang nhãn trên báo chí. Vấn đề nguy hiểm là dần dần ta bị lừa phỉnh, cứ ngỡ rằng bản chất con người là xấu xa. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta sẽ thốt lên rằng không còn một hy vọng nào nữa cho loài người. Tôi nghĩ rằng thật cần thiết phải nói với tuổi trẻ như sau: các em hãy cố gắng nhận thấy những phẩm tính con người đang hiện hữu một cách tự nhiên trong các em. Các em hãy xây dựng trong lòng một niềm tự tin vững chắc và tập cho mình biết đứng thẳng trên đôi chân của chính mình. Một số bạn trẻ khởi sự bước vào đời nhưng không hiểu mình muốn gì. Các bạn ấy chọn một nghề nào đó nhưng lại cảm thấy không thích hợp với mình, bỏ nghề và chọn một nghề khác, sau đó lại tiếp tục bỏ nữa, sau cùng thì buông trôi tất cả và nghĩ rằng chẳng có gì cho mình tha thiết cả. Nếu người bạn trẻ của tôi rơi vào trường hợp như thế, thì cũng nên hiểu rằng không có một sự sống nào mà không gặp khó khăn. Đừng nên hy vọng tất cả sẽ bỗng nhiên tự động thành công và những khó khăn sẽ tan biến như phép lạ. Khi các bạn học xong và tìm kiếm một việc làm, thì hãy chọn lựa nghề nghiệp phù hợp với bản chất của mình, sự hiểu biết của mình, khả năng của mình, quyền lợi của mình và có thể của gia đình mình, kể cả bạn hữu hay thân thuộc của mình nữa. Cũng có thể cho là hợp lý khi ta biết chọn một nghề nghiệp mà những người chung quanh đang làm. Như thế ta có thể nhận được những lời chỉ dẫn và thừa hưởng những kinh nghiệm của họ. Hãy quan sát tất cả mọi yếu tố, chú ý đến những khả năng nào phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình để lựa chọn. Khi đã chọn thì cố gắng duy trì, dù có gặp khó khăn đi nữa thì hãy quyết tâm để vượt qua. Hãy tự tin nơi chính mình và huy động mọi năng lực sẵn có. Nếu bạn nghĩ rằng nhiều nghề nghiệp sẽ chờ đợi bạn như những món ăn để cho bạn tự do nếm thử hết món này đến món khác, thì quả thật bạn sẽ có rất ít may mắn để thành công. Hãy tự nhủ rằng một ngày nào đó rồi cũng phải chọn lấy một quyết định, và trong thế giới này tuyệt đối không có bất cứ một thứ gì lại không hàm chứa những bất lợi. Tôi nghĩ rằng chúng ta thường cư xử như những đứa trẻ được nuông chiều quá đáng. Khi còn bé, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ. Đến tuổi đi học, chúng ta được giáo dục, có cơm ăn áo mặc, tất cả gánh nặng và khó khăn đè lên vai người khác. Đến lúc ta đủ sức lo toan cho chính sự hiện hữu của mình, tự giác lên vai gánh nặng của chính mình, thì ta lại nghĩ rằng tất cả đều sẽ dễ dàng. Thái độ ấy trái ngược với thực tế. Trong thế giới này, không có một ngoại lệ nào cả. Tất cả mọi chúng sinh đều phải gặp những khó khăn. Lời khuyên những người trưởng thành. Những lời khuyên cho tuổi trẻ cũng có thể áp dụng cho những người đang bước vào tuổi trưởng thành, bắt đầu đi làm và tạo lập gia đình. Nghề nghiệp là phương tiện giúp cho ta sinh sống, nhưng đồng thời cũng là một sự đóng góp của ta vào xã hội. Giả lại cũng có một sự tương tác nhất định giữa xã hội và bản thân ta. Nếu xã hội phát đạt, ta cũng thừa hưởng được sự phồn vinh chung. Nhưng nếu xã hội gặp khó khăn, ta cũng phải gánh chịu sự nhọc nhằn. Tập thể xã hội mà chúng ta đang sống lại tiếp tục ảnh hưởng rộng lớn hơn ra chung quanh, và sau cùng là cả nhân loại nữa. Nếu tập thể dân cư trong vùng mà ta đang sinh sống phát triển được một nền kinh tế phồn thịnh, thì cả nước cũng được hưởng lây. Kinh tế của nước Pháp liên hệ đến kinh tế của cả châu Âu, và kinh tế châu Âu sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của toàn thế giới. Các xã hội tân tiến ngày nay lệ thuộc vào nhau một cách chặt chẽ. Hành vi của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người khác. Tôi nghĩ rằng ý thức được sự kiện đó là một điều hết sức cần thiết. Khi nói rằng tình trạng phồn vinh của xã hội tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta, tôi không hề có ý ám chỉ phải hy sinh sự an vui cá nhân của chính mình cho tập thể. Tôi chỉ muốn xác nhận một cách đơn giản là cả hai bên, cá nhân và tập thể, không thể tách rời nhau. Nhưng ngày nay, người ta thường nghĩ rằng số phận của xã hội và của từng cá nhân lại là hai thứ khác biệt nhau. Cá nhân quan trọng hơn, tập thể thì không cần biết đến. Tuy nhiên, nếu biết mở rộng tầm nhìn, ta sẽ thấy thái độ đó trên bình diện lâu dài không mang một ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, như chúng ta đã biết,
hạnh phúc và khổ đau của con người không phải chỉ căn cứ trên sự thỏa mãn duy nhất của cơ quan giác cảm. Hạnh phúc và khổ đau còn nhất thiết dựa vào những yếu tố mang tính cách tinh thần. Xin đừng quên điều ấy nhé. Đừng nên xem đó chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt. Nếu ta có một ngôi nhà tuyệt đẹp, một chiếc xe sang trọng, tiền của trong ngân hàng, một địa vị cao sang trong xã hội và sự ngưỡng mộ của kẻ khác, thì cũng không hề có nghĩa là ta đang sống trong hạnh phúc. Kể cả trường hợp đột nhiên ta trở thành tỷ phú, cũng không có nghĩa là hạnh phúc sẽ tự động hiện ra với ta. Sự tương quan ấy còn cần phải xem xét lại. Những thích thú sâu xa khi được thưởng thức một tác phẩm hội họa hay được nghe một khúc nhạc hòa tấu chứng minh cho thấy tầm quan trọng của sự thỏa mãn nội tâm nơi con người, khác với những thích thú thô thiển phát sinh từ các cơ quan giác cảm hay là việc thu đạt được của cải vật chất. Tuy vậy, sự thỏa mãn như vừa kể trên đây vẫn còn dựa vào thính giác và thị giác, do đó chỉ mang đến sự thích thú tạm bợ, trên nguyên tắc cũng chẳng khác gì sự thích thú do ma túy tạo ra. Khi bước ra khỏi bảo tàng viện hay nơi nghe nhạc, sự thích thú do nghệ thuật mang đến cũng chấm dứt theo, nhường chỗ cho sự thèm khát nổi lên. Người ta sẽ không bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn nội tâm đích thực. Điều thiết yếu là những suy tư trong nội tâm của mình. Điều ấy không có nghĩa là bắt buộc ta phải chối bỏ những nhu cầu sơ đẳng nhất trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền được hưởng những gì tối thiểu. Chúng ta có cái quyền đó, và chúng ta phải bảo vệ cái quyền đó. Nếu cần tranh đấu để bảo đảm cho cái quyền đó, thì ta phải sẵn sàng để tranh đấu. Nếu cần phải đình công, thì ta đình công. Nhưng đừng bao giờ để rơi vào một vị thế cực đoan. Nếu từ trong thâm tâm, không bao giờ ta thỏa mãn và cứ tiếp tục muốn nhiều hơn nữa, thì ta sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Ta sẽ vẫn luôn luôn cảm thấy còn thiếu thốn một cái gì đó. Hạnh phúc trong nội tâm không lệ thuộc vào những tình huống vật chất hay là sự thỏa mãn của các giác quan. Hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ trong tâm thức của chính mình. Nhìn thấy được tầm quan trọng của hạnh phúc, ấy là một điều vô cùng hệ trọng. Lời khuyên những người lớn tuổi. Khi già, và nếu như ta không có một tín ngưỡng tôn giáo nào cả, thì cũng nên hiểu rằng những khổ đau cơ bản nhất, sự sinh, bệnh tật, già nua, cái chết là những thành phần bất khả phân của sự sống. Ngay từ lúc sinh ra đời, ta không thể nào tránh khỏi già nua và cái chết. Nó là như thế, nếu oán thán đó là bất công, rồi ước muốn phải khác hơn như thế, thì quả thật là vô ích. Theo Phật giáo, được sống lâu là nhờ vào những xứng đáng của chính mình trong quá khứ. Kể cả trường hợp ta không phải là người Phật giáo đi nữa, thì ta cũng nên nhìn vào những người đã chết khi họ còn trẻ, để tìm thấy hân hoan khi mình có một cuộc sống kéo dài hơn họ. Nếu trước đây trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, ta có một cuộc sống phong phú, thì hãy cố nhớ lại trong cái khoảng thời gian đó, ta đã từng đóng góp cho xã hội được những gì, đã từng thực hiện được những công trình ích lợi nào với chủ tâm chân thành. Nếu đã làm được những điều ấy, thì hôm nay đây ta sẽ không có gì để hối tiếc nữa. Nếu ta mang một tín ngưỡng tôn giáo, thì hãy cứ cầu khẩn hay suy tư tùy theo đức tin của mình. Nếu tinh thần còn trong sáng, ta hãy suy nghĩ rằng sự sinh, bệnh tật, già nua và cái chết là những thành phần thuộc vào sự sống của con người, và không thể nào có thể tránh được những thứ ấy. Hiểu được như thế và hoàn toàn chấp nhận sự thật đó sẽ giúp ta bước vào tuổi già nua một cách bình thản hơn. Điều đó cũng đang xảy ra với tôi, vì tôi cũng đang bước vào cái tuổi 67. Nếu ví như đôi khi tôi không chấp nhận từ trong thâm tâm là thân xác vật chất của tôi đã già, xuyên qua cái con số 5 tháng như vừa kể trên đây, thì tôi sẽ phải vất vả lắm khi phải chấp nhận cái tình trạng hiện nay của tôi. Khi đã già, tuy rằng không phải là một cách tự lừa phỉnh lấy mình, nhưng cũng nên ý thức ý nghĩa thật sự của cái già là gì, và từ đó rút tỉa những gì tốt đẹp nhất. Hãy nên tự hỏi, ta còn có thể cống hiến được gì đây cho cái xã hội này, trong khi ta vẫn còn lệ thuộc vào nó. Với những hiểu biết mà ta từng thu đạt được, nhất định ta có ích lợi hơn nhiều so với những người không được sống lâu như ta. Hãy kể lại cuộc đời ta cho gia đình, cho những người thân thuộc chung quanh,
chia sẻ với họ những kinh nghiệm của chính mình. Nếu ta thích gần gũi với con cháu, thì trong khi chăm sóc chúng, ta hãy truyền đạt cho chúng những hiểu biết của ta và góp phần vào việc giáo dục chúng. Nhất định ta không nên bắt chước những người già suốt ngày ta tháng và gây sự. Chớ nên phung phí năng lực của ta bằng cách đó. Chẳng những ta không làm cho bất cứ ai vui lòng, mà còn đem tuổi già của ta để thách đố với khó khăn. Ghi chú: Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng những lời này vào năm 2000. Chương 2: Những cảnh huống trong cuộc sống. Lời khuyên nam giới và nữ giới. Đương nhiên, người đàn ông và người đàn bà khác nhau trên phương diện thể xác, và sự khác biệt đó kéo theo một vài khác biệt khác trên phương diện xúc cảm. Tuy nhiên, cách suy nghĩ, giác cảm và tất cả các khía cạnh khác thuộc vào con người của nam và nữ giới trên căn bản đều giống như nhau. Đàn ông thích nghi hơn với các công việc đòi hỏi sức lực. Phụ nữ tỏ ra hiệu quả hơn trong các công việc đòi hỏi những suy nghĩ minh bạch và sự khéo léo. Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp khác, đàn ông và đàn bà hoàn toàn ngang hàng nhau trên các lĩnh vực mà sự suy nghĩ giữ một vai trò then chốt. Bởi vì không có sự khác biệt căn bản nào giữa họ với nhau, nên đương nhiên họ phải có những quyền lợi giống như nhau và mọi sự kỳ thị đều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, người đàn ông cần có nữ giới và ngược lại, người phụ nữ cũng cần có nam giới. Bất cứ nơi nào quyền hạn của người phụ nữ bị chà đạp, thì họ phải đứng lên tranh đấu để tự bảo vệ, và người đàn ông phải tiếp tay để binh vực họ. Chính tôi đã từng tranh đấu trên đất Ấn từ 20 năm nay để người phụ nữ được đi học và giữ những chức vụ thuộc vào mọi cấp bậc tương đương với nam giới trong xã hội. Đối với Phật giáo thì người đàn ông hay đàn bà đều hàm chứa như nhau những gì mà người ta gọi là bản thể Phật hay khả năng của giác ngộ. Không có một chút mảy may nào khác biệt. Họ nhất thiết bình đẳng với nhau. Quả thật, trong một vài truyền thống thường xuyên xảy ra một sự tách biệt nào đó. Chẳng qua, sự tách biệt nam nữ như thế hầu hết bắt nguồn từ những nguyên nhân xã hội và văn hóa. Long Thụ, Nagarjuna trong tập Bảo Hành Dương Chính Luận và Tịch Thiên, Santideva trong tập Nhập Bồ Đề Hành Luận có nói đến những khiếm khuyết trên thân xác người phụ nữ. Nhưng phải hiểu rằng, các vị ấy không hề có ý xác định người phụ nữ thuộc vào một cấp bậc thấp hơn. Lý do là hầu hết những người xuất gia thuộc nam giới, việc nêu lên những khiếm khuyết trên thân xác người phụ nữ chỉ nhằm vào mục đích duy nhất là giúp người xuất gia khắc phục những dục vọng của mình trước thân xác phụ nữ mà thôi. Ngược lại, một ni sư cũng thế, nhất định phải phân tích thân thể người đàn ông theo cùng một chiều hướng như thế. Trong những cách tu tập thuộc vào các cấp bậc cao nhất của Kim Cương Thừa, chẳng những người ta không phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, mà yếu tố nữ tính còn giữ một vai trò then chốt nữa, cho đến mức độ sự khinh miệt nữ giới sẽ bị ghép vào tội vi phạm giới luật. Ghi chú: 1. Long Thụ, thế kỷ thứ 2, là một đại luận sư Phật giáo sáng lập học phái Trung Quán Tông. Mathiyamika. 2. Tịch Thiên, một đại luận sư Ấn Độ thuộc thế kỷ thứ 8. 3. Kim Cương Thừa có thể xem như một đường hướng tu tập thứ 3 của Phật giáo. Hai thừa kia là Nam Tông và Bắc Tông. Nhưng đúng ra, Kim Cương Thừa chỉ là một thể dạng tu tập thật tích cực của Phật giáo Bắc Tông, còn gọi là Đại Thừa Phật Giáo. Sở dĩ gọi là Kim Cương Thừa vì học phái này xem bản thể tối hậu của mọi sinh linh và mọi sự vật cứng chắc như kim cương, biểu tượng của bất hoại, của tánh không, của chân như. Các phương pháp tu tập của Kim Cương Thừa rất khéo léo, tinh vi và tích cực, đưa đến giác ngộ một cách nhanh chóng. Lời khuyên những người đã lập gia đình. Gia đình là đơn vị căn bản nhất của xã hội. Nếu an vui tràn ngập trong gia đình và các giá trị nhân bản được tôn trọng, thì chẳng riêng gì cha mẹ mà cả con cháu đều được sống trong bầu không khí hạnh phúc và thư giãn. Và cũng biết đâu cái không khí đó sẽ còn tiếp tục cho đến những thế hệ về sau. Nếu cha mẹ có một niềm tin tôn giáo, đương nhiên con cái cũng quan tâm đến tôn giáo. Nếu họ ăn nói lễ độ với nhau, biết sống trong đạo đức, yêu thương và kính trọng lẫn nhau,
biết giúp đỡ kẻ khác và quan tâm đến thế giới chung quanh, thì con cháu sau này sẽ có nhiều hy vọng biết cư xử giống như họ trong cuộc sống của chúng, và chúng sẽ hành động như những con người ý thức được trách nhiệm của mình. Ngược lại, nếu cha mẹ thường xuyên gây gổ và thóa mạ lẫn nhau, phát lộ thành hành động tất cả những gì đến với tâm trí họ và không hề biết kính trọng lẫn nhau, thì chẳng những họ không bao giờ biết hạnh phúc là gì, mà con cái đương nhiên phải gánh chịu những hậu quả mà họ gây ra. Với tư cách của một người Phật giáo, tôi vẫn thường nói với người Tây Tạng rằng, nếu thật sự có một nơi mà người ta có thể nỗ lực để tái lập và phát huy những lời giáo huấn của Đức Phật, thì nơi ấy nhất định là khung cảnh gia đình. Chính gia đình là nơi mà bậc cha mẹ cần phải bộc lộ niềm tin của mình. Đó là nơi tốt nhất để cảm hóa con cái bằng cách tự biến mình thành những người hướng dẫn tinh thần cho chúng. Không phải chỉ cần trỏ cho con cái những ảnh tượng và giải thích cho chúng đó là những vị thần linh nào, nhưng phải giải thích một cách cặn kẽ hơn. Đây là vị thánh nhân tượng trưng cho lòng từ bi. Đây là vị thần linh của trí tuệ tối thượng. Và cứ tiếp tục giải thích như thế cho chúng. Nếu bậc cha mẹ càng hiểu thấu đáo giáo huấn của Đức Phật, thì họ càng ảnh hưởng một cách tích cực hơn đến con cái. Điều ấy cũng đúng với các truyền thống tinh thần khác hay các tôn giáo khác. Gia đình này sẽ ảnh hưởng đến gia đình kia, và tiếp tục ảnh hưởng thêm một gia đình khác nữa. Cứ thế sẽ nhân lên thành 10, 100, 1000, và sau cùng là toàn thể xã hội sẽ trở nên vững vàng hơn. Các xã hội tân tiến ngày nay không hẳn là những xã hội thật lành mạnh, nhưng nếu như một số người cứ nhất quyết cho rằng con người trong các xã hội ấy không còn biết kính trọng gì cả, thì trong những xã hội kém kỹ nghệ hóa hơn, con người có hành động ý thức hơn hay không? Vì thế, cần phải thận trọng khi đưa ra những loại xét đoán như trên đây. Nhiều vùng đất Ấn Độ thuộc vào dãy núi Hy Mã Lạp Sơn rất hiểm trở, nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi những tiến bộ kỹ thuật hiện đại. Trong các nơi này, trộm cắp và tội phạm ít xảy ra hơn. Con người chấp nhận và vui sống với những gì họ có. Thậm chí có những nơi, khi đi vắng, người ta để cửa bỏ ngỏ. Nếu có người viếng thăm, thì cứ tự tiện lưu lại và nghỉ ngơi chờ khi người nhà quay về. Ngược lại, trong các thành phố lớn, chẳng hạn như thành phố Delhi, tội phạm xảy ra rất nhiều và con người chẳng bao giờ biết an phận. Vì thế mà khó khăn cứ tiếp tục gia tăng và chồng chất lên nhau. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, thì thật là sai lầm nếu nêu lên những điều tệ hại ấy làm tiêu đề để kết án sự phát triển kinh tế và chủ trương phải đem xã hội thụt lùi lại phía sau. Sự hòa thuận và kính trọng kẻ khác trong các xã hội truyền thống thường là do sự sống còn áp đặt và một phần cũng vì muốn an phận, không nhìn thấy những cách sống khác hơn. Cứ hỏi những người du mục Tây Tạng xem họ có muốn tìm được một nơi ấm áp để trốn cái giá rét của mùa đông hay không? Họ có thèm muốn những cái lò sưởi tân tiến không bốc khói mù mịt bám đen cả túp lều và các vật dụng của họ hay không? Họ có muốn được chăm sóc khi đau ốm và được ngồi xem truyền hình để nhìn những gì đang xảy ra ở những nơi tận cùng của thế giới hay không? Tôi tự cho rằng tôi có thể đoán trước được câu trả lời của họ. Phát triển kinh tế và tiến bộ kỹ thuật là những gì thật tốt và thật cần thiết. Đó là kết quả phát sinh từ nhiều yếu tố phức tạp mà ta không nhận thấy hết. Nếu cho rằng chặn đứng những tiến bộ kỹ thuật sẽ giải quyết được tất cả mọi khó khăn, thì quả thật là một cách suy nghĩ hết sức ngây thơ. Tuy thế, nhất định ta cũng không nên phó mặc cho tiến bộ phát triển một cách vô ý thức. Tiến bộ phải đi kèm với những giá trị đạo đức. Chính đó là trách nhiệm chung của con người nói chung, trong đó có chúng ta. Trách nhiệm ấy là phải đem ra thực hiện đồng loạt hai đường hướng song hành trên đây. Đó chính là chiếc chìa khóa giúp chúng ta bước vào tương lai. Khi một xã hội đủ sức kết chặt được những tiến bộ vật chất và những nỗ lực tâm linh, thì lúc ấy mới có đủ khả năng đem đến hạnh phúc thật sự. Làm thế nào để có thể thực hiện một xã hội như thế? Tôi không nghĩ rằng phải nhờ vào chùa chiền và tu viện nguy nga, cũng không phải đơn giản nhờ vào trường học là đủ. Chính gia đình phải đứng ra đảm trách vai trò then chốt đó. Nếu một gia đình biết sống trong an vui và mọi người trong gia đình ấy ngoài phần kiến thức ra còn thực hiện được những giá trị đạo đức, biết sống ngay thật và vị tha, thì khi đó mới có thể nghĩ đến việc kiến tạo một xã hội theo đúng nghĩa của nó. Theo tôi, gia đình nắm giữ một vai trò vô cùng to lớn.
Điều thật cần thiết là con cái phải được nảy nở thật sự, phát huy được những phẩm tính căn bản của con người, biết cư xử một cách cao thượng, đủ sức mạnh tinh thần để tương trợ lẫn nhau, để nhận biết sự tương quan với những người chung quanh và tự biến mình thành một tấm gương cho kẻ khác soi vào. Được như thế thì khi những đứa trẻ lớn lên và tìm được nghề nghiệp sinh sống, chúng sẽ có đủ khả năng để giáo dục cho các thế hệ kế tiếp. Nếu sau này chúng có trở thành những vị giáo sư lọn khọm với những cặp kính dày cộm, thì chắc hẳn các vị ấy cũng không đến nỗi quên mất những năm tháng của chuỗi ngày tuổi thơ. Tôi vẫn cả tin như thế. Nếu gia đình muốn thành công trong công tác ấy, thì ngay từ lúc khởi đầu, người đàn ông và người đàn bà không nên kết hợp với nhau dựa trên sự bám víu duy nhất vào sắc đẹp thể xác của nhau, vào âm thanh của giọng nói hay là những thể dạng khác bên ngoài. Họ phải cố gắng tìm hiểu nhau. Nếu cả hai khám phá ra một số phẩm tính nào đó của nhau và cả hai đều cùng cảm thấy một tình yêu chung kèm thêm một sự tương kính và quý trọng, thì khi đó sự kết hợp giữa họ mới có nhiều may mắn đưa đến hạnh phúc lâu bền. Ngược lại, nếu họ kết hợp với nhau duy nhất bằng dục vọng, bằng thèm khát nhục dục, giống như sự thèm khát trước một người gái điếm, không cần biết tánh tình của nhau, không cần phải tỏ lộ sự kính trọng, thì khi đó họ chỉ có thể tiếp tục yêu nhau khi nào dục vọng còn đủ mãnh liệt. Khi nào mà sự kích thích do sự mới lạ bị nhàm chán, và khi tình yêu không còn đi đôi với sự quý mến lẫn nhau một cách sâu đậm, thì khi đó việc sống chung sẽ trở thành một thứ gì thật khó khăn. Tình yêu như thế là một thứ tình yêu mù quáng. Sau một thời gian sẽ không còn là tình yêu nữa, mà là một cái gì ngược hẳn lại. Nếu hai vợ chồng có con cái, thì có thể chúng sẽ lâm vào cảnh thiếu tình thương mến. Thật hết sức quan trọng phải nghĩ đến điều này trước khi sống chung với một người khác. Một hôm tại San Francisco, tôi gặp được một vị cố đạo Thiên Chúa giáo giúp các bạn trẻ lập gia đình. Ông ta nói với họ là họ cần phải quen biết một số đông bạn trai gái trước đã, rồi sau đó mới nên lựa chọn. Nếu cứ nhắm mắt chọn ngay người hôn phối sau một lần gặp gỡ đầu tiên, thì sẽ có cơ nguy bị nhầm lẫn. Tôi thấy điều này rất đúng. Cũng không nên quên là khi đã lấy nhau, thì kể từ giây phút đó, một người sẽ trở thành hai. Ngay những lúc còn sống một mình, những gì suy nghĩ vào lúc chiều tối cũng đã khác với những gì mình suy nghĩ vào buổi sớm mai. Vì thế, cũng không cần phải nhắc lại ở đây là những bất đồng chính kiến có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Nếu như người này hay người kia chỉ biết quan tâm đến ý kiến của mình mà không nghĩ đến quan điểm của người bạn phối ngẫu, thì sinh hoạt lứa đôi không thể tiến hành tốt đẹp được. Từ giây phút mà ta khởi sự sống chung với một người khác, ta phải đối xử bằng sự trìu mến và phải quan tâm đến những suy tư của người ấy. Mỗi người đều gánh lấy một phần trách nhiệm chung, dù cho bất cứ gì sẽ xảy ra cho nhau. Cuộc sống lứa đôi không phải là công việc riêng của một người. Người đàn ông phải làm cho người đàn bà vui lòng, và người đàn bà phải làm cho người đàn ông vui lòng. Nếu người này hay người kia không làm được những gì mà cả hai chờ đợi lẫn nhau, thì lối thoát duy nhất có thể hình dung được là sự bất hòa và cảnh chia ly. Khi chưa có con cái thì sự chia ly vẫn chưa phải là một thảm họa. Chỉ cần kéo nhau ra tòa, điền vào những mẫu khai in sẵn, chỉ đơn giản phung phí một ít giấy thế thôi. Nhưng nếu đã có con cái thì suốt đời chúng sẽ cảm thấy một nỗi đau buồn xót xa nào đó. Rất nhiều cặp vợ chồng ly dị nhau, có thể họ cũng có lý, nhưng theo ý tôi, trước nhất hãy làm tất cả những gì có thể làm được để tiếp tục sống hạnh phúc với nhau. Nhất định điều đó đòi hỏi nhiều cố gắng và suy tư. Nếu sự chia ly không thể tránh được, tốt nhất nên hành động một cách êm thấm, không gây ra đau buồn cho kẻ khác. Vì thế, nếu ta đã quyết định sống chung với một người nào đó, thì phải thật tâm và không nên hấp tấp. Một khi đã sống với nhau, hãy suy nghĩ đến trách nhiệm mà cuộc sống lứa đôi đòi hỏi. Gia đình là chuyện nghiêm túc, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để đem lại hạnh phúc cho gia đình. Hãy chu cấp cho gia đình được đầy đủ, giáo dục con cái và bảo đảm hạnh phúc cho chúng trong tương lai. Hãy đặt phẩm tính lên trên lượng tính. Cái quy tắc ấy phải được áp dụng cho bất cứ cảnh huống nào trong cuộc sống. Trong một tu viện, dù cho số người tu hành không đông, nhưng nếu họ là những người đứng đắn thì vẫn hơn. Trong một trường học,
điều quan trọng không phải là thu nạp một số học trò đông đảo, mà chính là sự giáo dục phải được thực hiện tốt. Trong một gia đình, điều cốt yếu không phải là có nhiều con, mà phải có những đứa con lành mạnh và không hư hỏng. Ghi chú: 1. Sống trong đạo đức, theo định nghĩa Phật giáo mà Đức Đạt Lai Đạt Ma thường thuyết giảng là tránh không được làm bất cứ gì có hại đến người khác. Lời khuyên những người độc thân. Có nhiều loại người độc thân. Có những người tu hành nguyện sống một cuộc đời trinh bạch, và cũng có những người thế tục không thích cuộc sống lứa đôi. Có những người quyết tâm chọn một cuộc sống độc thân, nhưng cũng có người phải rơi vào hoàn cảnh đơn độc ngoài sự mong muốn của mình. Có những người độc thân sống trong hạnh phúc, nhưng cũng có những người độc thân buồn khổ. Đời sống lứa đôi mang đến nhiều lợi điểm, nhưng đồng thời cũng tạo ra vô số khó khăn. Phải hy sinh nhiều thời giờ cho người phối ngẫu, cho con cái, và phải tiêu xài thật hao tốn, phải làm việc nhiều hơn, phải giao du với một gia đình khác, vân vân. Những người sống một mình thường có đời sống đơn giản hơn. Họ chỉ cần nhét đầy một bao tử duy nhất, trách nhiệm của họ ít hơn và họ tự do muốn làm gì thì làm. Nếu họ muốn tìm hiểu hay bước theo một con đường tâm linh, thì họ tự do đi đến bất cứ nơi nào để tìm hiểu những gì họ muốn. Họ chỉ cần một vali bên người và dừng lại bất cứ đâu, lưu lại nơi ấy bao lâu tùy thích. Cuộc sống độc thân có thể rất hữu ích trong chiều hướng đem đến cho ta tự do và nhiều điều kiện thuận lợi để xả thân thực hiện những ước vọng của mình. Cuộc sống độc thân như thế mang đầy ý nghĩa trong khuôn khổ của một người tu hành. Tôi sẽ trở lại vấn đề này trong các đoạn sau. Trường hợp vừa kể trên đây nhất định là trường hợp của những người tự ý sống độc thân. Có một số người đàn ông phải sống cô độc vì tuyệt vọng không tìm ra được một người bạn đời nào cả. Nhiều người đàn bà dù rất khao khát nhưng lại không gặp một người đàn ông lý tưởng nào. Nói chung là họ không thực hiện được ước nguyện của đời mình. Những khó khăn của họ đôi khi vì lý do họ tập trung quá đáng vào chính mình và đòi hỏi quá nhiều ở kẻ khác. Nếu biết dần dần chọn một thái độ ngược lại, mở rộng lòng mình với kẻ khác, đồng thời đừng xem những khó khăn của mình là quan trọng, tự nhiên họ sẽ thu hút được phản ứng tích cực của kẻ khác. Nếu không thì cũng chẳng biết phải khuyên họ những gì bây giờ. Chẳng lẽ bảo họ phải trang điểm nhiều hơn nữa nếu đó là một người đàn bà, phải tập thể dục cho bắp thịt căng to hơn nữa nếu đó là một người đàn ông? Tôi chỉ nói đùa thế thôi. Lời khuyên những người sống tập thể. Đời sống tập thể, nếu được tổ chức dựa vào sự tự nguyện, thì theo tôi đó là một điều rất tốt. Sống tập thể rất chính đáng, vì bản chất con người là lệ thuộc vào nhau, người này với kẻ khác. Sống thành tập thể cũng giống như sống trong một gia đình rộng lớn, vì cách sống như thế phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Ta gia nhập một tập thể vì nhìn thấy trong tập thể ấy một số phẩm tính nào đó. Mọi người chung sức với nhau, mỗi người hoàn tất công việc hàng ngày của mình và đồng thời cũng nhận được thành quả từ sự cố gắng của kẻ khác. Theo tôi, đó là một giải pháp mang tính cách thực tiễn. Trong bất cứ một nhóm người nào đều xảy ra những bất đồng chính kiến. Tôi xem đó là một điều thuận lợi. Càng gia chạm với nhiều quan điểm khác biệt, càng có dịp được học hỏi thêm những gì mới lạ từ kẻ khác và cải thiện được những hiểu biết của chính mình. Nếu ta chống lại những kẻ suy nghĩ khác với mình, thì mọi sự sẽ trở nên khó khăn. Đừng bám chặt vào những ý nghĩ riêng tư, mà hãy đối thoại với kẻ khác bằng một thái độ cởi mở. Như thế, ta sẽ có dịp so sánh những ý tưởng khác nhau, và từ đó sẽ phát sinh một quan điểm mới. Bất cứ nơi nào, dù trong gia đình hay trong những tập thể khác của xã hội, việc đối thoại với nhau thật quan trọng. Ngay từ tuổi thiếu thời, khi có sự cãi giả xảy ra, nên tránh tức khắc những ý nghĩ tiêu cực. Đừng tự nhủ, phải tìm cách để loại bỏ tên này mới được. Dù không cư xử đến cái mức độ tiếp tay cho kẻ ấy, nhưng ít ra cũng nên lắng nghe xem hắn muốn bày tỏ điều gì. Hãy tập làm quen với cách cư xử như thế. Nơi trường học, trong gia đình, nếu như có sự cãi giả bùng nổ, hãy tái lập ngay việc đối thoại và dựa vào sự trao đổi ngôn từ ấy để suy nghĩ thêm. Chúng ta thường có thói quen cho rằng khi đã bất đồng chính kiến
tất nhiên phải có sự xung đột. Và khi đã xung đột thì nhất định sau cùng sẽ có một kẻ thua và một người thắng. Hoặc giống như người ta thường nói, sự xung đột sẽ chấm dứt khi nào có một niềm kiêu hãnh bị chà đạp. Tránh đừng nhìn mọi sự dưới khía cạnh như thế. Luôn luôn nên tìm một khuôn khổ thỏa thuận. Cần nhất là phải quan tâm tức khắc đến quan điểm của kẻ khác. Nhất định ta có đầy đủ khả năng để làm được việc ấy. Lời khuyên những người sống trong cảnh sung túc. Khi gặp những người giàu có, tôi thường hay nói với họ rằng, theo những lời giáo huấn của Đức Phật thì đó là một dấu hiệu tốt. Đó là quả của những gì xứng đáng, là một bằng chứng cho thấy trước đây họ từng là những người hào phóng. Tuy nhiên, sự giàu có ấy không bắt buộc phải đi đôi với hạnh phúc. Nếu đúng như thế thì càng giàu, người ta phải càng hạnh phúc hơn. Trên căn bản và trên phương diện cá nhân con người thì không có gì khác biệt giữa người giàu có và những kẻ khác. Dù cho gia tài kết xù, họ cũng không thể ăn nhiều hơn người khác, vì mỗi người cũng chỉ có một dạ dày. Hai bàn tay cũng chỉ có từng ấy ngón, chẳng có thêm ngón nào để đeo nhiều nhẫn hơn. Đương nhiên là họ có thể uống các thứ rượu vang và rượu mạnh thuộc loại tinh chế và đắt tiền, ăn những thức ăn tuyệt hảo. Nhưng tiếc thay, thường thì những thứ ấy chỉ làm hại cho sức khỏe của họ nhiều hơn mà thôi. Những người không cần phải làm việc nặng nhọc thì phải tập thể dục nhằm loại bớt năng lượng dư thừa để ngừa chứng phì nộn và bệnh tật phát sinh. Chẳng hạn như tôi đây, không có dịp ra ngoài thường xuyên nên phải đạp xe đạp trong nhà. Hãy suy nghĩ cho kỹ, chẳng cần phải giàu có để rơi vào cái cảnh ấy đâu. Nhất định là có những xúc cảm thích chí khiến ta thốt lên, tôi thật giàu. Câu nói ấy đem đến hứng khởi và ta phóng một hình ảnh thú vị về cái ta vào xã hội này. Nhưng những thứ ấy có đáng hay không? So với những căng thẳng và lo âu phát sinh từ việc tích lũy và khuếch trương tài sản của mình, biến một số người trong gia đình và trong xã hội thành ra kẻ thù, tạo cho kẻ khác ganh tị và ác cảm. Riêng ta thì luôn phải sống trong lo âu, rơi vào tư thế phải thường xuyên phòng thủ. Theo tôi, lợi điểm duy nhất của sự giàu có là khả năng giúp đỡ kẻ khác. Đồng thời, trong bối cảnh xã hội, ta cũng giữ một vai trò quan trọng hơn và có nhiều ảnh hưởng hơn. Nếu ta biết nghĩ đến những điều tốt lành, thì ta sẽ làm được rất nhiều việc phải. Nhưng ngược lại, nếu là một người xấu bụng, ta sẽ gây ra thật nhiều điều sai trái. Tôi vẫn thường nói rằng, chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm liên quan đến quả đất này. Nếu ta có đầy đủ điều kiện, chẳng hạn như sự giàu có để thực hiện một điều gì đó hữu ích, nhưng ta lại không làm, như thế rõ ràng ta là một người vô ý thức. Mỗi ngày ta thừa hưởng thực phẩm và những tiện nghi cho kẻ khác tạo ra hay trồng trọt thay ta. Khi đủ sống thì đến lượt ta phải biết giúp đỡ cho phần còn lại của thế giới này. Không có gì buồn thảm hơn khi sống trong xa hoa mà không góp phần để đem đến hạnh phúc cho những người kém may mắn hơn. Nên hiểu rằng có những người thật hết sức nghèo khó chung quanh ta. Nhiều người không có gì để ăn, không có nhà để ở. Đó là chưa nói đến việc giáo dục và thuốc men khi đau ốm. Nếu ta giàu có và chỉ biết lo lắng cho ta, thì những người phải sống trong cơ hàng sẽ nghĩ thế nào về ta? Những kẻ lam lũ từ sáng đến chiều nhưng vẫn không đủ ăn sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy kẻ khác sống trong cảnh dư thừa mà chẳng cần động đến móng tay? Có phải là chúng ta đã biến họ trở thành những người ganh tị và chỉ biết cảm thấy chua chát trong lòng hay chăng? Có phải chúng ta đã đẩy họ dần dần vào cảnh hận thù và hung bạo? Nếu có nhiều tiền của, cách tốt nhất là đem của cải ấy để giúp đỡ người nghèo, những người đang đau khổ, và trên bình diện rộng lớn thì đó là cách giải quyết khó khăn và giúp cho mọi người cùng chung sống trên quả đất này được hạnh phúc hơn. Giúp đỡ người nghèo khó không có nghĩa đơn giản là cho họ tiền. Giúp đỡ họ có nghĩa là tạo điều kiện để họ được hưởng giáo dục và tự chăm sóc lấy họ, tức giúp cho họ đủ sức để tự chu cấp những nhu cầu của họ. Sống trong sự sung túc riêng cho mình thì chẳng có ích lợi gì cả, thay vì sống và phung phí tiền bạc để mua lấy sự xa hoa vô bổ, thì nên sử dụng tiền của ấy vì kẻ khác. Nếu ta tìm thấy thích thú khi vứt tiền qua cửa sổ hay thua những số tiền khổng lồ trong các canh bạc, thì cũng không có lý do gì để trách cứ nếu đó là tiền do chính mình làm ra
và không làm hại đến ai cả. Nhưng thật ra, đó chỉ là một cách tự lừa dối mình và phung phí sự hiện hữu của chính mình. Dù giàu có đi nữa, thì cũng nên ý thức rằng ta cũng chỉ là một con người mà thôi. Và trên danh nghĩa con người thì ta đâu có gì khác biệt với một người nghèo khó. Tất cả đều có một nhu cầu chung và một niềm hạnh phúc phong phú trong nội tâm. Và cái hạnh phúc ấy đâu có đồng tiền nào mua được. Trong thời buổi này, cái hố phân cách giữa những người quá dư thừa và những kẻ không có gì cả càng trở nên sâu hơn. Trong vòng 20 năm gần đây, ít nhất đã có thêm 500 nhà tỷ phú mới. Trước đây con số tỷ phú chỉ vỏn vẹn có 12 người vào năm 1982. Trong số những nhà tỷ phú mới, có đến hơn 100 người gốc Á Châu. Người ta vẫn thường cho Á Châu là một vùng nghèo đói. Nhưng thật ra thì cũng có vô số người ở Âu Châu và Mỹ Châu hiện nay chẳng có xu nào dính túi. Vấn đề này cho thấy sự nghèo đói không còn liên hệ gì với sự tương phản giữa Đông và Tây Phương. Hiện nay, con người phải tự mình nhận lấy trách nhiệm đùm bọc lẫn nhau. Điều đó nhất định đòi hỏi phải có một sự thay đổi tâm tính thật sâu xa, tức phải có một nền giáo dục mới. Nhìn vào khía cạnh lâu dài thì người giàu có sẽ chẳng có lợi lộc gì cả khi họ góp phần làm suy đồi tình trạng chung trên thế giới. Họ sẽ phải tự che thân trước sự oán hận của người nghèo và sống trong lo sợ ngày càng nhiều hơn. Đó cũng là tình trạng đã xảy ra trong một số quốc gia. Một xã hội mà người giàu thì quá giàu, người nghèo lại quá nghèo, ắt sẽ sinh ra hung bạo, tội ác, nội chiến. Những kẻ khuấy rối sẽ kích động dễ dàng những người khốn khổ bằng cách lừa dối rằng chính mình là người đứng ra tranh đấu cho họ. Đủ mọi thứ hỗn loạn sẽ theo đó mà sinh ra. Nếu bạn giàu có và biết giúp đỡ người nghèo chung quanh, và nếu nhờ đó mà họ có sức khỏe và có phương tiện để phát triển tài năng và sự hiểu biết của họ, thì rồi đây họ sẽ đền đáp bạn bằng chính tình yêu thương của họ. Làm được như thế, thì dù bạn là người giàu có đi nữa, thì bạn vẫn có thể trở thành một người bạn của kẻ nghèo khổ. Nếu bạn có gặp thảm họa, thì họ cũng sẽ chia sẻ sự xót xa với bạn. Nhưng nếu ngược lại, bạn chỉ biết thu mình trong ích kỷ và không hề biết chia sẻ là gì, họ sẽ hận thù bạn và vui mừng khi thấy bạn khổ đau. Tất cả chúng ta đều là những con người sống tập thể trong xã hội. Khi bối cảnh chung quanh thân thiện, đương nhiên chúng ta sẽ tìm thấy sự tự tin và sống trong hạnh phúc. Lời khuyên những người sống trong cảnh cùng quẫn. Nghèo nàn về vật chất đâu cấm cản ta có những suy tư cao thượng. Thật vậy, những ý nghĩ cao cả quan trọng hơn nhiều so với sự giàu có vật chất. Có được một bộ não và một thân xác con người là đã đạt được những gì cốt yếu, dù cho phải sống trong cảnh nghèo khó đi nữa. Vì thế, không có lý do gì để nản chí và hổ thẹn. Trên đất Ấn, đứng trước những người thuộc giai cấp tiện dân, chỉ mong muốn đòi hỏi quyền lợi của mình, tôi thường bảo với họ rằng, tất cả chúng ta đều là những con người như nhau, đều có một tiềm năng như nhau. Vì thế, không nên thối chí chỉ vì nghèo đói và bị các giai cấp khác hất hủi. Không có ích lợi gì khi cảm thấy chua chát và phẫn nộ đối với những người giàu có. Nhất định là người giàu phải biết kính trọng kẻ nghèo đói. Nhưng nếu gặp trường hợp họ vượt quá xa quyền hạn của họ, thì những người nghèo phải đứng lên để tự vệ. Nếu cứ ấp ủ sự thèm muốn trong lòng hay dung dưỡng sự ganh tị thì chẳng đi đến đâu cả. Nếu tự mình muốn trở thành giàu có, thì tùy theo khả năng hãy cố gắng trau dồi sự hiểu biết thay vì ngồi một chỗ mà chờ đợi. Điều quan trọng là tự tạo cho mình những phương tiện để tự mình đứng vững trên hai chân. Tôi nghĩ đến hàng ngàn người Tây Tạng đã theo tôi đến đất Ấn. Họ mất tất cả, kể cả quê hương của họ. Trong số họ phần đông trắng tay, cơ hàn và không được chăm sóc thuốc men đúng mức. Họ phải làm lại cuộc đời từ con số 0 trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Họ sống trong những túp lều vải để tránh nóng bức và mưa lũ. Họ phải khai quang những mảnh rừng được cung cấp và hàng trăm người đã chết vì những thứ bệnh tật không hề có trên đất Tây Tạng. Tuy nhiên, rất ít người thối chí. Họ khắc phục những khó khăn nhanh chóng một cách kỳ lạ và đã tìm thấy sự hân hoan và vui sống. Điều ấy chứng minh cho thấy, với một thái độ đúng đắn, người ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc trong những hoàn cảnh thê thảm nhất.
Ngược lại, nếu trong nội tâm không an bình, ta sẽ tự lừa dối bằng cách cho rằng tiện nghi vật chất và giàu có sẽ mang lại hạnh phúc cho ta. Thật rõ ràng, mỗi người đều có quyền ghép thêm vào sự nghèo khó vật chất những nghèo nàn của nội tâm. Nhưng dù sao thì cũng nên trau dồi những thái độ tích cực. Cũng xin nhắc lại rằng, những gì trình bày trên đây không hề có nghĩa khuyên ta bất động, không làm gì cả để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nếu bạn là nạn nhân của sự bất công, hãy đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình và đưa sự thật ra ánh sáng. Điều này hết sức quan trọng. Trong những thể chế dân chủ, sự kiện luật pháp phải được áp dụng cho tất cả mọi người là một lợi điểm lớn lao. Tuy nhiên, cần phải giữ một thái độ ngay thật và từ tâm. Chương 3. Những vai trò trong xã hội. Lời khuyên những người làm chính trị. Những người làm chính trị thường hay hứa thật nhiều để làm cho cử tri quý mến và ủng hộ mình. Tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia, rồi đây quý vị sẽ thấy. Nhưng theo ý tôi, nếu muốn cho cử tri thật sự yêu thương mình và quý mến mình, thì nên tỏ ra lương thiện và phát biểu một cách thành thật niềm tin của mình. Nếu ngôn từ biến đổi tùy theo cảnh huống xảy ra, thì người ta sẽ nhận biết ngay và sau này họ sẽ không quên những lời phát biểu ấy. Hôm trước thì nói thế này, hôm sau lại nói thế khác, vậy biết đâu là sự thật bây giờ? Sự ngay thật là một phẩm tính thiết yếu. Nhất là ngày nay, ngành truyền thông rình rập ghi nhận tất cả những gì do những nhân vật tiếng tăm phát biểu. Vì thế nên cẩn thận, phải thành thật khi nói lên niềm tin của mình, dù bất cứ trong bối cảnh nào. Nếu ta luôn luôn ăn nói ngay thật, kẻ nào ưa thích sẽ đánh giá cao quan điểm của ta và đứng về một phía với ta. Nhưng nếu ta xoay trở theo lối tùy cơ ứng biến, tiếp tục hứa hảo bất kể thứ gì trước các cơ quan truyền thông, và đến khi đắc cử lại không quan tâm gì nữa đến những lời đã hứa, thì thật là một sự tính toán sai lầm. Chẳng những đó là một hành vi thiếu đạo đức, mà còn là một điều dại dột trên phương diện thực tế. Trong lần bầu cử tiếp theo, điều đó sẽ quật ngược lại mình. Khổ công như thế có đáng hay không khi chỉ trúng cử được một lần? Khi đã nắm được quyền hành, phải đặc biệt quan tâm đến những gì ta đang làm và cả những gì ta suy nghĩ. Khi làm tổng thống, bộ trưởng hay một nhân vật có quyền hạn lớn lao, ta sẽ được tiền hô hậu ủng, được ca ngợi, mọi người xum xoe chung quanh, tầm ảnh hưởng của ta trở nên quan trọng. Chính vì thế, cần phải ý thức nhiều hơn nữa những suy tư và những động cơ đang thúc đẩy ta nếu ta không muốn đánh mất ý nghĩa của sứ mạng trong tay. Nếu ta có những người cận vệ chung quanh bảo toàn an ninh cho ta, thì riêng ta cũng phải cảnh giác để tự canh chừng lấy chính tâm thức của mình. Một số người trước khi đắc cử mang những ý đồ hoàn toàn tinh khiết, nhưng khi nắm giữ quyền hành thì lại trở nên tự mãn và hoàn toàn quên đi mục đích mà chính mình đã đặt ra cho mình. Họ tự cảm thấy mình là những kẻ thật tốt, biết bảo vệ những người đã bầu cho mình, và chính mình đang đứng ra để giữ những vai trò tối cần thiết. Bù lại sự xứng đáng đó, họ nghĩ rằng họ có quyền làm những chuyện bốc đồng và tùy thích mà không có ai được bình phẩm. Ngay cả trường hợp họ phạm vào những hành vi đáng chê trách, họ cũng sẽ tự bào chữa và cho rằng không quan trọng gì cả so với sự tận tụy và xứng đáng trong công việc mà họ đang làm. Đó là cách mà họ tự hủ hóa mình. Khi đã nắm trong tay sức mạnh và uy quyền, ta phải cảnh giác gấp đôi. Ngày nay, người ta thường nói không còn tin tưởng vào những người làm chính trị nữa. Điều đó thật là đáng tiếc. Họ bảo rằng chính trị thật dơ bẩn. Thực tế thì chẳng có gì tự nó dơ bẩn cả, chỉ vì con người làm cho nó dơ bẩn mà thôi. Cũng thế, người ta không thể nói là từ căn bản tôn giáo không tốt, tuy rằng vẫn có những người tu hành hủ hóa làm biến thể tôn giáo và lạm dụng lòng tin của kẻ khác. Chính trị sẽ trở nên dơ bẩn khi có những người làm chính trị không tôn trọng đạo đức. Tóm lại thì tất cả mọi người đều bị thua thiệt, vì dù sao cũng không thể không có những người làm chính trị. Lời khuyên những người nắm giữ cán cân luật pháp.
Trong một xã hội nào cũng thế, mọi người bắt buộc phải tuân thủ một số kỷ luật. Những ai phạm vào sai lầm hay những hành vi nguy hại phải bị trừng trị, và những ai có những hành vi đúng đắn sẽ được khuyến khích. Muốn cho hệ thống ấy tiến hành một cách tốt đẹp thì phải nhờ vào luật pháp và những người đứng ra áp dụng luật pháp. Nếu những người áp dụng và bảo vệ luật pháp và của cải mà không liêm khiết thì cả hệ thống sẽ trở thành bất công. Có phải đấy là tình trạng mà người ta thường thấy trong một số quốc gia hay không, khi mà những người giàu có và thế lực không hề bị truy tố hoặc thắng kiện một cách dễ dàng, trong lúc những người nghèo khổ phải lãnh những bản án thật nặng nề? Âu Châu nói chung cho thấy một gương tốt về các vấn đề này. Trong các nước Đông Phương thì tiền bạc thường giữ vai trò quyết định một kẻ nào đó phạm pháp hay vô tội. Thật đáng buồn. Mới hôm qua đây, có một người nói với tôi rằng tại Hoa Kỳ các vị quan tòa hoặc kết án thẳng thừng việc phá thai hoặc là không, không có một sự đáng đo nào cả. Tuy nhiên phá thai vì những lý do nghiêm trọng, chẳng hạn người mẹ có nguy cơ bị chết và phải chọn giữa sự sống của mình và đứa bé, hoặc vì sự ra đời của một đứa bé sẽ không cho phép họ đi nghỉ hè, hay là họ sẽ không đủ tiền để mua tủ bàn mới, thì trong hai trường hợp nhất định phải có một sự khác biệt rõ rệt. Nhưng theo quan điểm của các vị quan tòa trên đây, hẳn là không có gì khác với nhau. Chủ đề này đáng được nghiên cứu tỉ mỉ để xác định một cách chính xác từng trường hợp để phán quyết. Trường hợp nào thì việc phá thai phải bị cấm đoán, trường hợp nào có thể cho phép. Gần đây khi tôi ở Argentina, có một vị thẩm phán hỏi nghĩ gì về án tử hình như là một phương tiện để tái lập luật pháp. Quan điểm của tôi là án tử hình không thể chấp nhận được vì nhiều lý do, và tôi mong mỏi một cách thành thật rằng một ngày nào đó tử hình sẽ được bãi bỏ trên toàn thế giới. Nhất định đó là một hành vi cực kỳ nghiêm trọng, không cho phép kẻ bị kết án một dịp may nào khác để chuộc tội. Một kẻ phạm pháp cũng là một con người, tùy theo hoàn cảnh họ có thể trở thành thật tốt, cũng chẳng khác gì trường hợp của các bạn và của tôi đây. Chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh làm cho chúng ta trở thành tồi tệ nhất. Hãy cho kẻ tội phạm một dịp may, chớ bao giờ xem hắn là một người vĩnh viễn nguy hại và phải loại trừ với bất cứ giá nào. Khi thân xác ta ốm đau, ta đâu có hủy diệt nó, ta cố gắng chữa trị cho nó. Tại sao ta phải hủy diệt những thành phần ốm đau của xã hội thay vì phải chăm sóc cho những thành phần ấy? Sau đó đến lượt tôi hỏi lại vị thẩm phán trên đây như sau. Hãy lấy một ví dụ, có hai người đàn ông phạm vào hai tội ác giống nhau và đều bị kết án chung thân như nhau. Một người thì độc thân, một người thì đông con, và con cái chỉ biết trông cậy vào người này vì vợ hắn đã chết. Nếu ngài bỏ tù người này thì ai nuôi những đứa trẻ? Ngài nghĩ sao? Vị thẩm phán trả lời rằng theo luật pháp cả hai người phải chịu chung một hình phạt giống như nhau. Xã hội phải đứng ra giáo dục cho đám trẻ. Tôi không thể không chấp nhận là trên phương diện tội phạm, tất nhiên là cả hai người phải gánh chịu cùng một hình phạt. Nhưng trên phương diện cảnh huống, khi hình phạt ấy được đem ra áp dụng thì lại có một sự khác biệt thật to lớn. Người ta trừng phạt người cha, nhưng đồng thời cũng trừng phạt luôn những đứa bé một cách thật tàn nhẫn, tuy rằng chúng chẳng có làm gì nên tội cả. Vị thẩm phán trả lời tôi là luật pháp không dự trù câu giải đáp cho vấn đề này. Đôi khi những người cầm cân luật pháp cũng nên tự vấn lấy lương tâm mình. Lời khuyên những ai cảm thấy liên quan đến số phận của thế giới này. Một nhóm nhỏ gồm các nhà trí thức, các người tu hành và một số thật đông khoa học gia ý thức được những vấn đề thật gai góc liên quan đến thế giới này. Đó là môi sinh, chiến tranh, đói kém, sự khổ đau của nhiều dân tộc, vượt sâu chia cách những quốc gia giàu có và những quốc gia nghèo đói. Vấn đề là nhóm người đó chỉ biết nêu lên quan điểm của mình và trao hết gánh nặng cho một số nhỏ các tổ chức phải gánh vác trên thực địa. Thật ra tất cả chúng ta đều liên quan và chịu chung trách nhiệm. Tôi nghĩ đấy cũng chính là một hình thức dân chủ. Hãy hành động trong vị thế của mình, hợp tác với kẻ khác, thảo luận với nhau về các vấn đề khó khăn, thúc đẩy những kẻ trách nhiệm phải hành động một cách tích cực hơn, phê phán những nhà chính trị quá tệ hại, kêu gọi sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc và chính quyền. Như thế nhất định chúng ta sẽ tạo ra một tầm ảnh hưởng tích cực. Một số người xem tôi như một nhà tiên tri, nhưng tôi chỉ phát biểu đơn giản dưới danh nghĩa của vô số con người đang khổ đau vì nghèo đói, vì chiến tranh, vì những bọn người buôn bán khí giới.
họ không có phương tiện để nói lên một lời nào. Tôi chỉ là một phát ngôn viên, tôi không hề có một chút tham vọng quyền lực nào cả, cũng chẳng có ý định đối đầu với phần còn lại của thế giới này. Tôi đâu có đủ can đảm như thế. Ngài bật cười. Việc gánh vác một trách nhiệm mênh mông và lăn mình vào cuộc chiến như thế đó đâu phải chỉ giao cho một người Tây Tạng đơn độc từ một xứ sở xa xôi đến đây. Chuyện ấy quả thật là điên rồ. Vào cái tuổi của tôi, phải giả biệt tất cả thì đúng hơn. Tôi chỉ cầu mong có nhiều thời giờ hơn để thiền định, để mong đạt được những kinh nghiệm nội tâm sâu xa hơn. Tuy nhiên tôi vẫn giữ vững, không có gì có thể lay chuyển được tôi trước những gì tôi đã tự nguyện cho đến ngày tôi chết, kể cả việc tôi phải đi dự hội nghị bằng xe lăn. Hoàng Phong Dịch, 29 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những nhà giáo. Tôi tin rằng tình trạng tiến bộ hay suy đồi của nhân loại một phần lớn đặt trên vai những người có trọng trách giáo dục và các thầy cô. Họ gánh vác một trách nhiệm thật nặng nề. Nếu ta là một nhà giáo thì nên cố gắng nhiều hơn, vì không phải trọng trách của mình chỉ đơn giản là truyền đạt sự hiểu biết. Hãy đánh thức tâm hồn trẻ nhỏ trước những phẩm tính căn bản của con người, chẳng hạn sự tốt bụng, lòng từ bi, khả năng tha thứ hay sự hòa thuận. Không nên đề cập đến các vấn đề ấy qua những chủ đề dành riêng cho luân lý cổ truyền hay tôn giáo. Hãy đơn giản chỉ cho chúng thấy những phẩm tính trên đây có thể mang đến hạnh phúc và góp phần vào sự tồn vong của thế giới này. Tập cho chúng biết trao đổi, giải quyết những tranh chấp không cần đến bạo lực. Phải biết quan tâm xem kẻ khác nghĩ gì khi có sự bất đồng nổi lên. Giảng dạy cho chúng biết nhìn mọi vật bằng một tầm nhìn rộng lớn. Không nên chỉ biết nhìn vào tập thể của riêng chúng, quê hương của chúng, sắc tộc của chúng, nhưng phải ý thức rằng tất cả mọi con người đều có quyền hạn ngang nhau và những nhu cầu như nhau. Hãy khơi động trách nhiệm toàn cầu trong lòng chúng. Hãy giúp cho chúng nhận thấy rằng chẳng có gì là vô tội vạ cả, mà tất cả đều ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới này. Không phải chỉ giảng dạy bằng lời là đủ, hãy tự đem mình ra làm một tấm gương. Những đứa trẻ học trò sẽ ghi nhớ được nhiều hơn những gì được dạy bảo. Một cách ngắn gọn, tự mình nên tỏ ra là những người biết trách nhiệm dưới tất cả mọi khía cạnh trước tương lai của đám học trò mà mình dạy dỗ. Hoàng Phong Dịch, ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những nhà khoa học. Có những khám phá trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật không mang đến những hậu quả lớn lao, nhưng trong một số lĩnh vực như di truyền học và vật lý hạt nhân, các khám phá có thể đưa đến những ứng dụng cực kỳ tốt hoặc cực kỳ nguy hại. Thật hết sức mong rằng trong các ngành học ấy, các nhà khoa học nên ý thức được trách nhiệm của mình khi nghiên cứu, và xin đừng nhắm mắt giả lơ trước những thảm họa có thể đưa đến do hậu quả của những công trình nghiên cứu của mình. Các chuyên gia thường có một tầm nhìn quá hạn hẹp. Họ không quan tâm đúng mức để đặt những công trình nghiên cứu của mình trong những bối cảnh bao quát hơn. Tôi không muốn nói họ có những ý đồ không tốt, mà chỉ muốn nêu lên rằng họ hoàn toàn dồn tất cả việc nghiên cứu vào một lĩnh vực chuyên biệt, mà không còn ngày giờ để suy tư về những hậu quả trong lâu dài phát sinh từ những khám phá của mình. Tôi khâm phục Einstein đã cảnh giác mọi người trước những nguy hiểm của việc nghiên cứu phân tách hạt nhân. Nguyên tắc không được làm hại phải luôn luôn hiện hữu trong tâm thức người làm khoa học. Nhất là tôi nghĩ đến việc nghiên cứu về di truyền học có thể bị chệch hướng không kiểm soát được. Sự kiện người ta có thể một ngày nào đó nhân giống vô sinh để tạo ra những con người với mục đích duy nhất sử dụng vào việc cung cấp các bộ phận thay thế cho những ai cần đến. Sự kiện ấy làm cho tôi khiếp sợ vô cùng. Với tư cách một người Phật giáo, tôi không thể nào không lên án việc sử dụng bào thai để nghiên cứu, hoặc việc giải phẫu sống, hay bất cứ hình thức nghiên cứu nào mang tính ác độc đối với mọi sinh vật có giác cảm, kể cả lý do cần thiết phải thử nghiệm. Làm thế nào có thể khước từ quyền được tránh mọi khổ đau của cả một tập thể chúng sinh? Khi ta yêu sách một cách hùng hồn và mạnh mẽ cái quyền đó cho riêng mình. Hoàng Phong Dịch, ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những người đàn ông và đàn bà kinh doanh. Tôi vẫn thường nói với những người đàn ông, đàn bà kinh doanh rằng tinh thần tranh đua không có gì xấu cả, nhưng phải biết nghĩ như thế này: tôi muốn đem ra thực hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tôi. Tôi muốn đạt đến đỉnh cao nhất như tất cả kẻ khác. Ngược lại, sẽ không thể nào chấp nhận được khi nghĩ rằng
muốn được cao nhất thì phải triệt hạ kẻ khác, không cho họ thành công, bằng cách sử dụng những phương tiện đê hèn nhất như đánh lừa, vu khống và đôi khi còn thanh toán họ nữa. Hãy suy nghĩ rằng những người cạnh tranh với ta cũng là những con người, họ cũng có quyền hạn và nhu cầu như ta. Hãy nghĩ đến về vấn đề ganh tị mà chúng ta đã đề cập trước đây, và nên hiểu rằng những người cạnh tranh với ta cũng là những thành phần của xã hội, càng tốt nếu như họ thành công. Chỉ có một thái độ đấu tranh duy nhất khả dĩ có thể chấp nhận được, ấy là việc ý thức được tài năng của chính mình để săn tay áo với một lòng quyết tâm không lay chuyển, và đồng thời tự nhủ lấy mình: tôi cũng vậy, tôi sẽ đủ sức, dù chẳng có ai giúp đỡ, nhưng tôi sẽ thành công. Hoàng Phong Dịch, ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên các nhà văn và các nhà báo. Các nhà văn và nhà báo có tầm ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Giả lại, dù cho đời người có ngắn ngủi đi nữa, thì những gì đã viết sẽ còn lưu lại hàng nhiều thế kỷ. Trong lĩnh vực Phật giáo, thì những lời giáo huấn của Đức Phật, của Ngài Tịch Thiên và của những vị đại sư khác nhờ ghi chép thành văn bản nên đã được lưu truyền qua những thời gian lâu dài, để nói lên tình yêu thương, lòng từ bi và những hành vi vị tha xuất phát từ tinh thần giác ngộ, và đến tận ngày nay vẫn còn giúp cho chúng ta cơ duyên được học hỏi. Nhiều văn bản khác, tiếc thay, lại là nguồn gốc mang đến nhiều đau thương lớn lao, chẳng hạn như những văn bản quảng bá các hệ tư tưởng cực đoan của chủ nghĩa phát xít. Các nhà văn có khả năng gián tiếp đem đến hạnh phúc hay bất hạnh cho hàng triệu người là như thế. Đối với những nhà báo thì tôi chỉ nói một cách tổng quát như sau. Trong thời đại của chúng ta, nhất là trong các nước dân chủ, ảnh hưởng của quý vị trên dư luận quần chúng và trọng trách của quý vị thật vô cùng rộng lớn. Theo ý tôi, một trong những công việc lợi ích nhất mà quý vị có thể làm là chống lại sự lừa lọc và tham nhũng. Hãy cẩn thận xem xét một cách lương thiện và vô tư những hành vi của các nguyên thủ quốc gia, các vị bộ trưởng và các nhân vật uy thế. Khi việc tai tiếng về tình dục của Tổng thống Clinton bùng nổ, tôi rất khâm phục khi thấy vị chủ tịch một nước hùng mạnh nhất địa cầu phải ra hầu tòa như bất cứ một công dân nào khác. Thật hết sức tuyệt vời khi các người làm báo có một lỗ mũi thật thính để điều tra hành vi của các người cầm quyền, để vạch ra cho mọi người trông thấy là họ có còn xứng đáng với cử tri của họ hay không. Tuy nhiên, việc làm ấy phải thật lương thiện, không thiên vị cũng không được lừa lọc. Mục đích không phải để cho phe mình thắng thế bằng cách nghiền nát thanh danh của một đối thủ chính trị hay một đảng phái đối nghịch. Người làm báo cũng phải biết khuyến khích và nêu lên giá trị căn bản của phẩm giá con người. Thông thường thì họ chỉ biết quan tâm đến thời sự nóng bỏng, nhất là những gì thật khiếp đảm. Con người trong tận cùng của lòng mình vẫn coi việc sát nhân là một hành vi không thể chấp nhận được và gây ra chấn động trong lòng. Vì thế khi những chuyện sát nhân xảy ra thường làm đầu đề trên trang nhất của báo chí. Những chuyện tham nhũng hay những hành vi tác hại cũng thế. Ngược lại, việc nuôi nấng con cái, chăm lo cho người già yếu hay chăm sóc kẻ bệnh tật thì lại xem đó là những chuyện tự nhiên không đáng để nêu lên báo chí. Sự sai lầm nguy hại ấy dần dần ăn sâu vào xã hội, nhất là những người trẻ khi nhìn vào đấy sẽ quen dần với những chuyện sát nhân, hãm hiếp hoặc những hành vi hung bạo khác và xem đấy là những việc bình thường. Hậu quả là chúng sẽ lâm vào nguy cơ có thể cho rằng bản chất con người là hung ác và không có phương cách gì để ngăn chặn được sự phát lộ của nó. Và một ngày nào đó nếu chúng ta yên trí một cách chắc chắn, chắc sự thật là như thế, thì chúng ta sẽ đánh mất hết niềm hy vọng nơi tương lai của nhân loại. Chúng ta sẽ tự nhủ, nếu không còn cách nào để trau dồi phẩm tính con người và khuyến khích một nền hòa bình chung, thì tại sao ta lại không áp dụng khủng bố, hoặc nghĩ rằng giúp kẻ khác không có lợi ích gì nữa? Tại sao lại không phó mặc cái thế giới này để sống một mình, riêng cho ta mà thôi? Nếu bạn là một người làm báo, hãy ý thức vấn đề đó và nhận lãnh lấy trọng trách của mình. Dù cho độc giả hay thính giả không ưa thích cách đưa tin như thế, thì vẫn cứ tiếp tục nêu lên những gì tốt đẹp mà những người chung quanh đã thực hiện được. Hoàng Phong, Dịch, ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những người gây ra chiến tranh. Trong bất cứ một xã hội loài người nào cũng có những kẻ hung ác gây ra vô số khó khăn. Vì thế cần có những phương tiện hữu hiệu để ngăn chặn không cho họ tác hại. Khi nào không còn cách gì khác hơn thì mới sử dụng đến quân đội vũ trang.
Theo tôi, quân đội không được dùng để quảng bá một chủ thuyết hay xâm lược một quốc gia nào khác, mà đơn giản chỉ để ngăn chặn sự khuấy động của những kẻ phá hoại sự an vui của nhân loại và gieo rắc hỗn loạn, và chỉ áp dụng trong các trường hợp tối cần thiết mà thôi. Mục tiêu duy nhất của chiến tranh có thể chấp nhận được là đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mục đích đó không thể hướng vào bất cứ một quyền lợi riêng tư nào cả. Chiến tranh là điều bất đắc dĩ. Lịch sử đã chứng minh cho thấy hung bạo sẽ kéo theo hung bạo và không mấy khi giải quyết được điều gì. Hung bạo chỉ mang đến vô số khổ đau mà thôi. Ngay cả trường hợp hung bạo tỏ ra như là một giải pháp thích nghi và hợp lý để làm cho xung đột chấm dứt, nhưng người ta không thể nào quả quyết chắc chắn là đang dập tắt một ngọn lửa hay đang làm bùng lên một nhúm than hồng. Ngày nay, chiến tranh đã trở thành lạnh và vô nhân đạo. Khí giới tân tiến có thể giết hại hàng ngàn người, nhưng không nguy hiểm gì đến ta cả. Ta cũng không trông thấy những khổ đau do ta gây ra. Những người ra lệnh giết thì thường ở xa chiến trường hàng nghìn cây số, những kẻ vô tội, đàn bà lẫn trẻ em. Tất cả đều muốn được sống, nhưng họ lại là những kẻ phải chịu chết hay bị tật nguyền. Gần như người ta chẳng bao giờ biết tiếc rẻ chiến tranh trong quá khứ. Trong các cuộc chiến ấy thì vị lãnh chúa cầm đầu đứng ra phía trước đoàn quân. Nếu vị lãnh chúa bị giết thì thông thường có nghĩa là thù nghịch cũng chấm dứt, ít ra cũng nên trả lại cho chiến tranh kích thước của con người. Từ lúc mà con người được trang bị vũ khí thì con người cũng có xu hướng muốn được sử dụng những thứ vũ khí ấy. Quan điểm của tôi là không nên thành lập quân đội quốc gia. Thế giới này nên giải trừ vũ khí, chỉ cần duy trì một đạo quân quốc tế để can thiệp trong trường hợp hòa bình bị hăm dọa tại một nơi nào đó trên thế giới mà thôi. Tất cả mọi người nói đến hòa bình, nhưng không thể nào tái lập được hòa bình bên ngoài khi ta còn nuôi nấng sự giận dữ và hận thù trong lòng ta. Người ta cũng không thể nào dung hòa giữa ước vọng hòa bình và chạy đua vũ trang. Vũ khí hạt nhân được xem như một thứ vũ khí có tính cách ngăn chặn, nhưng theo tôi, đây không phải là một giải pháp khôn ngoan và hiệu quả trong lâu dài. Một số quốc gia tiêu xài những số tiền khổng lồ để phát triển vũ khí. Biết bao nhiêu tiền của sinh lực, nhân tài bị phung phí, nhưng nguy cơ bị chệch hướng ngày càng đem đến sự sợ hãi nhiều hơn. Dập tắt chiến tranh là trọng trách của tất cả mọi người trong chúng ta. Dĩ nhiên là người ta có thể chỉ đích danh kẻ gây ra một cuộc chiến, nhưng người ta không thể khẳng định một cách chắc chắn là hắn từ chỗ nào dưới đất chui lên hay là hắn tự ý hành động một mình. Nhất định phải có sự tham gia của những thành phần khác trong xã hội, và trong đó có cả ta. Vậy mỗi người đều mang một phần trách nhiệm. Nếu muốn đem đến hòa bình cho thế giới này thì ta phải tạo ra hòa bình trong lòng ta trước đã. Hòa bình trên thế giới chỉ có thể thực hiện được bằng sự an bình trong tâm thức, và sự an bình trong tâm thức chỉ có thể thực hiện được bằng cách ý thức rằng tất cả mọi người đều là những thành phần trong một gia đình duy nhất. Dù cho tín ngưỡng, ý thức hệ, thể chế chính trị và kinh tế có đa dạng đi chăng nữa, những thứ đó thật ra chỉ là chi tiết so với những gì đem chúng ta đến gần với nhau hơn. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều là con người, cùng sống chung trên một hành tinh nhỏ bé. Muốn sống còn, phải chăng chúng ta cần có sự hợp tác chung, người này với kẻ khác, từng mỗi cá nhân cho đến cấp bậc quốc gia. Hoàng Phong dịch ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những kẻ hy sinh đời mình cho kẻ khác. Những kẻ dành đời mình cho kẻ khác trong lĩnh vực như sức khỏe, giáo dục, đời sống tinh thần, gia đình, xã hội hoặc trong các lĩnh vực khác, quả thật đã đem đến một niềm vui sướng trong lòng tôi. Bất cứ một xã hội nào của con người cũng đều mang đến một lô những khó khăn và đau khổ. Làm tất cả sức mình để giải quyết những khó khăn đó thì thật là một tấm gương đáng ngợi khen. Theo quan điểm Phật giáo, giúp đỡ kẻ khác không phải đơn giản chỉ vì bổn phận hay vì thích thú, giống như chăm sóc giường tược chẳng hạn. Điều này thật quan trọng. Nếu ta làm việc ấy với tình thương và lòng từ bi, với nụ cười trên môi và những ngôn từ êm ái, thì chắc chắn ta sẽ mang đến hạnh phúc. Hành vi có thể như nhau, nhưng tác dụng sẽ lớn hơn gấp bội. Nếu ta là một vị bác sĩ thì không nên chăm sóc bệnh nhân vì thói quen hay vì bắt buộc. Bệnh nhân sẽ có cảm giác là người ta không lo lắng cho mình, không khám nghiệm một cách thận trọng, giống như chữa trị cho một con vật thí nghiệm. Một số bác sĩ giải phẫu làm việc quá nhiều và cuối cùng xem người bệnh như những chiếc máy phải sửa chữa,
quên hẳn họ cũng là một con người. Khi đã đánh mất ý niệm con người là đối tượng của nhân từ và lòng từ bi, thì lúc đó người bác sĩ sẽ cắt khâu, thay thế các cơ quan trong cơ thể, giống như tháo ráp phụ tùng của một chiếc xe hay là những mảnh gỗ. Vì thế thật hết sức quan trọng khi chăm lo cho kẻ khác, hãy vuông xới lòng vị tha. Thái độ đó không những chỉ lợi ích cho người được chăm sóc, mà cho cả người đứng ra chăm sóc. Khi nào ta cảm thấy liên hệ đến hạnh phúc của kẻ khác, thì đồng thời ta càng kiến tạo được hạnh phúc trong lòng ta. Tuy nhiên, không nên nghĩ đến chuyện ấy khi ta chăm lo cho kẻ khác. Không nên chờ đợi một sự hồi đáp nào cả. Chỉ nên nghĩ đến sự tốt lành cho kẻ khác mà thôi. Cũng thế, chớ bao giờ tự xem mình cao hơn kẻ được mình giúp đỡ. Dù cho ta phải hy sinh tiền bạc, thời giờ hay sinh lực, thì cứ thực hiện với sự nhún nhường. Dù cho kẻ khác dơ bẩn, gầy còm, ngốc nghếch hay chỉ có vẻ rách trên người. Bản thân tôi khi gặp một người ăn mày, tôi cố gắng không nhìn người ấy thấp kém hơn, nhưng xem họ như là một con người chẳng có gì khác với tôi. Một điểm nữa cũng rất quan trọng cần phải nhắc là, khi ta giúp đỡ một người nào đó, không phải chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách cho họ bằng cách cho họ tiền. Hãy cho họ phương tiện để họ tự giải quyết những khó khăn của họ. Hoàng Phong dịch ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những người tự kiêu. Khuyết điểm tệ hại nhất của sự kiêu hãnh là nó sẽ ngăn chặn không cho ta cải thiện. Nếu ta cho rằng tôi biết hết, nhất định tôi là người giỏi, ta sẽ không còn học hỏi được gì thêm nữa, và đó cũng là điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho ta. Kiêu ngạo cũng là nguồn gốc gây ra rất nhiều khó khăn trong xã hội. Nó sẽ làm phát sinh trong lòng ta sự ganh tị, tính ngạo nghễ, sự khinh miệt, vô tình, và đôi khi đưa đến đủ mọi thứ lạm dụng và hung bạo đối với kẻ khác. Phải phân biệt giữa kiêu hãnh và sự tự tin nơi mình. Sự tự tin rất cần thiết. Chính sự tự tin trong một số hoàn cảnh sẽ giúp ta đủ can đảm và tự nhủ một cách chính đáng rằng tôi đủ khả năng để thành công. Tuy nhiên, nó sẽ khác hẳn khi sự tự tin đã trở thành cực đoan. Vì cực đoan phát sinh từ sự ước tính sai lầm về các khả năng của mình hay là đánh giá không đúng những hoàn cảnh bên ngoài. Nếu nghĩ rằng ta sẽ đủ khả năng hoàn thành một công tác nào đó mà kẻ khác không thể thực hiện được, và nếu sự thẩm định của ta được căn cứ cẩn thận, thì đó không phải là sự tự kiêu. Cũng giống như trường hợp một người thấp bé không giới được những vật đặt quá cao, và có một người cao hơn bảo với người này rằng: "Khỏi cần giới làm gì, cứ để đó tôi lấy cho." Người này chỉ muốn đơn giản nói lên là mình đủ điều kiện hơn để thực hiện một công tác nhất định nào đó, nhưng không hề có ý cho rằng mình giỏi hơn kẻ khác và muốn đè bẹp kẻ khác. Hành vi tự kiêu không bao giờ có thể bào chữa được. Nó được căn cứ trên sự ước tính quá cao về mình hoặc trên những kết quả hời hợt có tính cách nhất thời. Hãy luôn luôn nhớ đến hậu quả tiêu cực của sự tự kiêu. Hãy ý thức những khiếm khuyết và những giới hạn của mình, và phải hiểu rằng từ căn bản ta chẳng khác gì với những người mà ta tự xem là trội hơn họ. Lời khuyên những ai bị chấn thương tinh thần. Có một số người từng gánh chịu những thảm kịch nặng nề. Họ nhìn thấy cha mẹ hay những người khác bị tàn sát, bị hãm hiếp hay tra tấn. Sau một thời gian dài, họ vẫn còn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng đó. Và thường thì họ lại không đủ can đảm nói ra những điều trong đầu họ. Giúp đỡ những người ấy trút bỏ những ám ảnh của họ không phải chuyện dễ. Mức độ trầm trọng gây ra bởi sự chấn thương và thời gian chữa chạy tùy thuộc rất nhiều vào bối cảnh xã hội và văn hóa. Tôn giáo cũng đóng một vai trò quan trọng. Tôi đang nghĩ đến trường hợp những người dân Tây Tạng. Họ nhờ tu tập Phật giáo nên cứng cỏi hơn một số người khác trước những hoàn cảnh khó khăn. Nếu một bên là nạn nhân có tâm hồn mở rộng để tha thứ, và một bên là kẻ hãm hiếp tra tấn, sát nhân, biết sửa đổi khi đã ý thức được tính cách nghiêm trọng của hành vi do mình gây ra, thì sự đối mặt giữa hai người sẽ đưa đến hữu ích. Sự gặp gỡ đó sẽ đem đến cho người đau phủ một dịp may để nhìn thấy những sai lầm của mình, để bày tỏ sự hối tiếc một cách thành thật, và đồng thời cũng là một dịp tốt giúp cho nạn nhân trút bỏ, ít ra cũng được một phần nào mối hận thù trong lòng.
Nếu cả hai tìm thấy sự hòa giải thì có phải là một dịp tốt đẹp hơn không? Lòng tốt, vị tha và từ bi của kẻ khác có thể làm nhẹ đi những khổ đau của riêng họ, nhưng những phẩm tính ấy lại quá hiếm hoi trong xã hội ngày nay. Vì thế nên có rất nhiều nạn nhân vẫn cảm thấy mình cô đơn. Ta nên giúp đỡ họ, hàn huyên với họ, trao đổi với những nhóm đông hay trò chuyện với từng cá nhân, tìm mọi cách để làm nhẹ đi những khổ đau đang dây dứt trong lòng họ. Hãy giúp cho họ hiểu rằng không phải chỉ có họ là những người duy nhất phải chịu khổ đau. Có nhiều người phải chịu cảnh như họ, nhưng trong số đó cũng có nhiều người đã thoát ra được. Hãy kể lại những khổ đau và những cảnh chấn thương tâm thần mà có thể chính mình phải chịu đựng, và giải thích cho họ là mình đã vượt qua được những khó khăn ấy bằng cách nào. Nhưng cũng phải hiểu rằng không nên đơn giản chỉ biết áp dụng lý thuyết với những công thức có sẵn thuộc tâm lý học. Chủ tâm trong lòng ta phải thật tinh khiết để nói lên những lời khuyên xuất phát từ đáy tim mình. Phải kiên nhẫn, sẵn sàng hy sinh thật nhiều thì giờ nếu cần. Đối với một nạn nhân đã hoàn toàn bị bấn loạn tâm thần mà ta chỉ nói được vài lời an ủi thì cũng chẳng đi đến đâu. Kinh nghiệm cho thấy những người lớn lên trong một bầu không khí an bình có thể phát huy những phẩm tính nhân bản một cách vững bền hơn, đối đầu với những chấn thương tâm thần hiệu quả hơn. Ngược lại, những người xuất thân từ một môi trường đầy xung đột và hung bạo thường phản ứng bằng những hành vi tiêu cực, và đồng thời họ cũng mất nhiều thì giờ hơn để bình phục. Cũng giống như trường hợp ta có một thân xác lực lưỡng thì dễ chống lại bệnh tật hơn và cũng chống khỏi hơn. Nếu có một tâm thức lành mạnh, ta cũng sẽ chịu đựng giỏi hơn khi phải đối đầu với những biến cố thảm thương hay các tin buồn. Nếu tâm thức yếu đuối, ta sẽ bị dao động nhiều hơn và kéo dài lâu hơn. Nhưng tuyệt nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể biến cải được những gì đã áp đặt khi mới sinh ra đời. Biết tu tập sẽ mang đến cho ta một sức khỏe tinh thần tốt hơn. Giáo dục, không khí gia đình, xã hội, tôn giáo, cơ quan truyền tin và còn rất nhiều yếu tố khác nữa sẽ đóng một vai trò quyết định. Nếu chính ta phải trải qua một thảm trạng, thì nên ý thức rằng lo âu và dây dứt chỉ đem thêm khổ đau vô ích mà thôi. Hãy thổ lộ những khó khăn của mình, tống khứ nó đi, không nên vì e thẹn và xấu hổ mà giấu giếm. Hãy tự nhủ rằng thảm trạng đó đã đi vào quá khứ, vác nó theo chẳng ích lợi gì khi bước vào tương lai. Hãy cố gắng hướng tâm thức vào những khía cạnh tích cực trong sự hiện hữu của mình. Hãy quan sát xem khổ đau hiển hiện như thế nào. Những kẻ tạo ra khổ đau cho người khác chẳng qua vì họ vướng mắc trong sự kiềm tỏa của ba thứ nọc độc tâm thần: vô minh, hận thù và tham lam, và họ không còn chủ động được tâm trí của họ nữa. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều chất chứa ba thứ nọc độc đó trong tâm thức. Chỉ cần chúng chi phối nhiều thêm một chút là ta có thể phạm vào những hành vi quá khích. Ngược lại, vẫn có thể hình dung một kẻ sát nhân một ngày nào đó có thể kiểm soát được những xúc cảm tiêu cực của mình để trở thành một người nhân từ. Không bao giờ áp đặt một sự phán đoán có tính cách vĩnh viễn lên một người nào cả. Dưới sự kích động của những xu hướng sẵn có trong ta hoặc những tình huống nào đó bên ngoài, ta vẫn có thể phạm vào những việc mà bình thường ta không thể tưởng tượng được. Dưới sự chi phối của những ảo giác phù phiếm như kỳ thị chủng tộc hay tinh thần quốc gia, một số người thoạt tiên không phải là hạng người phạm tội, nhưng vẫn có thể phạm vào những hành vi cực kỳ hung bạo hay vô cùng độc ác. Hãy nghĩ đến điều này khi có ai làm hại đến ta. Ta phải hiểu rằng khổ đau của ta là do sự kết hợp của thật nhiều yếu tố, không thể nào bắt một người duy nhất phải gánh chịu tất cả trách nhiệm hay là đổ thừa cho một nguyên nhân duy nhất. Khi biết nghĩ như thế, ta sẽ nhìn thấy vấn đề dưới một góc cạnh khác. Lời khuyên những người nhút nhát. Đứng trước một người lạ, lắm khi ta cảm thấy dè dặt và có ý tránh né. Thái độ như thế không hợp lý chút nào. Thật ra ta không có một lý do gì để e sợ khi giao tiếp với kẻ khác. Chỉ cần hiểu rằng kẻ khác cũng là một con người như ta, có cùng những ước vọng và nhu cầu như ta. Như thế là đủ để phá vỡ tảng băng ngăn cách giữa họ và ta để cùng nhau giao tiếp. Đó là phương pháp mà tôi thường đem ra áp dụng cho chính tôi. Khi tôi gặp một người lạ,
Tôi tự nhủ đó cũng là một con người, họ cũng muốn được hạnh phúc và tránh né khổ đau. Đứng trên danh nghĩa ấy thì họ cũng ngang hàng với tôi. Bất kể thuộc cấp bậc tuổi tác nào, dốc dáng và màu da ra sao, địa vị thế nào, trên căn bản tất cả chúng ta chẳng có gì khác biệt với nhau. Trong bối cảnh đó, tôi sẽ mở rộng lòng tôi với họ, giống như là một người trong gia đình, không một thoáng nhút nhát nào cả. Nhút nhát thường là do thiếu tự tin mà ra, và cũng vì bám víu quá độ vào các nghi thức cũng như những quy ước trong xã hội. Ta trở thành một tù nhân bị giam hãm trong một hình ảnh mà ta muốn hiện ra trước kẻ khác. Đó là một cách cư xử giả tạo, và những xu hướng tự nhiên của ta cứ thỉnh thoảng hiện ra để nhắc nhở ta về điều đó. Lắm khi ta có nhu cầu cấp bách cần phải vào nhà vệ sinh, nhưng ta cứ làm ra vẻ chẳng có sao cả, mọi sự đều tốt. Tuy nhiên, ta không thể để cho hoàn cảnh đó kéo dài đến bất tận được. Tôi nhớ lúc còn bé, trong những buổi hành lễ kéo dài, tôi do dự không dám nói với vị giám hộ là tôi cần phải vắng mặt một chút, giống như trường hợp trong thí dụ mà tôi cố tình nêu lên trên đây, và cứ ngỡ rằng có thể chờ đến lúc tạm ngưng giữa hai buổi lễ. Người ta nhút nhát cũng có khi vì lý do muốn tự bảo vệ. Đó là trường hợp nghĩ đến bản thân mình một cách quá lố. Tuy thế, quả thật hết sức ngược đời. Càng muốn tự che chở, ta lại càng đánh mất sự tự tin nơi mình, và do đó càng trở nên nhút nhát. Ngược lại, ta càng mở rộng lòng mình với kẻ khác để chứng tỏ tình thương yêu và lòng từ bi của mình, thì ta lại càng ít bị ám ảnh bởi chính mình và càng gặt hái được sự vững tin. Lời khuyên những người lúc nào cũng lưỡng lự. Trong cuộc sống, chúng ta cần có một chút can đảm tối thiểu để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu quyết định mà không suy nghĩ thì không nên. Do đó, phải cần có một chút do dự nào đó. Cái thời gian do dự sẽ giúp ta thẩm định hoàn cảnh một cách chính xác hơn, hay để hỏi ý kiến những người khôn khéo hơn. Sự lưỡng lự cần thiết trong một mức độ nào đó. Tuy nhiên, khi cái lợi và cái hại đã được cân nhắc cẩn thận, thì phải quyết định, dù sau này có phải đương đầu với những khó khăn gì xảy ra. Tôi cũng phải thú nhận rằng, không phải tôi luôn luôn áp dụng lời khuyên của tôi trên đây. Trong các buổi họp với các thành viên của CASA, văn phòng bộ trưởng của chính phủ lưu vong Tây Tạng, có lần tôi lấy một quyết định liên quan đến một chủ đề thời sự, nhưng sau bữa cơm trưa tôi lại có ý nghĩ khác và tự nhủ, đáng lý ra tôi nên lấy một quyết định khác thì đúng hơn. Ngài bật cười to, vì thế tôi chẳng có gì để khuyên quý vị cả. Lời khuyên những ai không yêu quý bản thân mình. Hận thù bản thân mình là một thái độ cực kỳ tiêu cực, nếu ta chịu khó đào sâu một chút phía sau bề mặt bên ngoài. Ta sẽ thấy rằng sự hận thù đó chỉ là hậu quả của sự đánh giá quá sức cao về chính bản thân mình. Ta muốn là một người giỏi nhất với bất cứ giá nào, và nếu như hình ảnh của ta thiếu mất một chút chi tiết nhỏ nhặt, ta sẽ không sao chịu đựng nổi. Đấy chẳng qua là một hình thức của sự tự kiêu. Tôi hết sức ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe nói đến sự oán hận cái tôi của mình. Tôi tự hỏi làm thế nào có thể oán hận chính cái tôi của mình được. Tất cả mọi sinh linh đều yêu quý cái tôi của mình, kể cả súc vật. Khi suy nghĩ kỹ, tôi mới hiểu rằng đấy chỉ là một hình thức yêu quý quá sức cái tôi của mình mà thôi. Có một điều thật chắc chắn, nếu ta không đủ sức khoan dung với chính ta thì ta sẽ không thể nào khoan dung với kẻ khác được. Nếu muốn tỏ lộ với kẻ khác tình thương, sự trìu mến, ước mong kẻ khác được hạnh phúc và đừng đau khổ, thì trước hết ta phải cảm nhận được những thứ ấy đối với ta. Khi ta hiểu được kẻ khác cũng có những ước vọng như ta, thì tình thương và lòng từ bi mới có thể xảy ra được. Khi ta oán hận chính mình thì ta không thể nào yêu thương kẻ khác được. Và nếu như ta không tìm cách để thay đổi thái độ, thì ta sẽ có rất ít may mắn để tìm thấy an bình và hân hoan trong nội tâm. Ta sẽ làm hỏng cuộc đời mình, thật dại dột vô cùng. Đúng ra tôi không được nói như thế, nhưng sự thật là như thế. Muốn chữa chạy cho sự hận thù cái tôi, thì hãy ý thức rằng ta đang mang một hình ảnh sai lầm về ta, và nên trau dồi sự tự tin đích thực và lành mạnh. Đấy là niềm tự tin xuất phát từ những phẩm tính căn bản của con người. Hãy giữ lấy sự khiêm tốn và hướng vào kẻ khác nhiều hơn.
Lời khuyên những kẻ rượu chè và nghiện ngập ma túy. Thường thì những người say sưa rượu chè và nghiện ngập ma túy đều ý thức được là họ đang hủy hoại đời mình, nhưng họ lại không đủ nghị lực để dừng lại. Tình trạng thiếu nghị lực đó cũng giống như sự yếu đuối trước những chấn thương tâm thần mà chúng ta đã có dịp đề cập với nhau trước đây, và đấy cũng là một nét riêng biệt thuộc vào cá tính của mỗi người. Bất cứ ai cũng đều biết rằng ma túy có hại cho sức khỏe và làm cho tâm thần hoang mang. Rượu và ma túy có thể làm giảm bớt trong nhất thời sự sợ hãi và lo âu, nhưng không thể làm tan biến hết khổ đau. Chúng chỉ có thể làm cho quên đi trong chốc lát mà thôi. Muốn khắc phục khổ đau, trước hết phải nhận biết nó, hiểu được bản chất của nó và nguyên nhân sinh ra nó. Đấy là những gì mà rượu chè và ma túy không thể làm được. Các chất độc hại chỉ đem thêm hoang mang mà thôi. Trong một phim tài liệu phát sóng trên đài BBC, tôi thấy một người Nga trẻ tuổi khẳng định rằng sự thích thú do ma túy vượt xa hơn sự thích thú tình dục. Tuy rằng sự thích thú tình dục vẫn được xem là mạnh nhất nơi con người cũng như thú vật. Khi nhìn thấy các chất độc hại làm cho con người nghiện ngập quên cả những nguy hiểm do chúng gây ra, thì cũng đủ hiểu sức mạnh của chúng như thế nào. Tình trạng mất ý thức và hoang mang như thế đâu có thể giúp ta ra khỏi khó khăn. Tôi vẫn thường nói đùa là tâm thức đã lầm lạc nhiều rồi, đâu cần gì phải đem thêm cho nó những lầm lẫn khác nữa. Giáo dục, sự trợ lực của kẻ khác và sự nhận định sáng suốt về những hậu quả tiêu cực của ma túy có thể giúp ta đủ nghị lực để chống lại nghiện ngập, thay vì đi tìm một thứ hạnh phúc dễ dãi, giả tạo và phù du đưa đến khổ đau một cách chắc chắn, thì hãy nên trau dồi trong ta sự an bình và hạnh phúc nội tâm. Sự an bình và hạnh phúc đó không cần phải nhờ vào một cảnh huống nào hay một chất liệu nào từ bên ngoài. Như trước đây tôi có đề cập trong các lời khuyên cho tuổi trẻ, ta hãy nương tựa vào những phẩm tính trong ta, hãy tự tin vào bản thể của chính mình và hãy tập đứng thẳng trên hai chân, hãy hướng nhiều hơn nữa vào kẻ khác. Tôi tin chắc rằng sự can đảm sẽ gia tăng đồng lượt với tình nhân ái. Lời khuyên những ai đang nô lệ cho đam mê tình ái. Nói một cách tổng quát thì cái nhãn hiệu tốt hay tồi tệ, đẹp hay là xấu mà ta áp đặt cho một người hay một vật thể đều phát sinh từ dục vọng của chính ta. Ta cho là tốt những gì ta yêu thích, tồi tệ những gì ta ghét bỏ. Đấy chỉ là những sáng chế của tâm thức. Nếu vẻ đẹp hiện hữu đích thực trong đối tượng thì đúng lý ra tất cả mọi người trong chúng ta, bất cứ ai cũng phải bị thu hút bởi chính đối tượng ấy, không tránh khỏi được. Sự thèm khát dục tính vận dụng tất cả các cơ quan giác cảm để tác động một cách hiệu lực cực mạnh đối với ta, đủ sức làm thay đổi từ cội rễ những cảm nhận của ta, rơi vào sự đam mê tình ái. Một người đàn ông hay một người đàn bà mà ta đam mê sẽ hiện ra với ta thật hoàn hảo, bền vững trên mọi mặt, xứng đáng để ta yêu thương mãi mãi. Ta không thể sống nổi nếu không có chàng hay không có nàng. Tiếc thay, từ bản chất tất cả đều biến đổi. Những gì mà ta xem là dễ thương bỗng dưng mất hết sự quyến rũ chỉ vì một lời nói hay một cử chỉ, mặc dù rất nhỏ nhặt. Tệ hại hơn nữa, nếu ta khám phá ra con người mà trước đây tỏ ra hoàn hảo đối với ta lại yêu thương một kẻ khác, thì con người đó sẽ trở thành hoàn toàn đáng ghét. Nếu loại bám víu đó đang đè lên ta quá nặng nề, thì hãy trầm tĩnh để phân tích tình trạng ấy với nhiều khía cạnh, nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Hãy nghĩ rằng tất cả đều biến động, và cái tốt cũng như cái đáng yêu chỉ là những sáng tạo của tâm thức. Và như thế nhất định ta sẽ có ngay một quan điểm khác. Đôi khi chỉ cần tự hỏi xem ta sẽ cảm nhận như thế nào đây về đối tượng mà ta yêu thương. Nếu bất thần nhận ra đối tượng đó đang đánh lừa ta, hoặc cứ tưởng tượng là đối tượng ấy đang làm một việc gì đó không phù hợp với hình ảnh lý tưởng mà ta đã áp đặt cho đối tượng ấy, hãy phân biệt thật minh bạch giữa tình yêu đích thực và sự bám víu. Nếu hình dung trên khía cạnh lý tưởng thì tình yêu không chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào và cũng không lệ thuộc vào cảnh huống bên ngoài. Sự bám víu thì lại khác, sẽ đổi thay tùy theo biến cố và những xúc cảm phát sinh. Tình yêu giữa hai người lệ thuộc ít hay nhiều vào sự thu hút dục tính, và cũng như tôi đã từng đề cập trước đây, tình yêu lẫn nhau chỉ có thể trở thành đích thực và lâu bền khi ta chọn người yêu không chỉ dựa trên sự thu hút thể xác
mà còn phải dựa trên sự hiểu biết và kính trọng lẫn nhau. Lời khuyên những ai không chú ý đến lời mình nói. Thường hay xảy ra trường hợp ta nhận định sai lầm hiện thực và phát biểu thành ngôn từ, nhưng thực ra ta không hề có ý nói dối. Người Tây Tạng thường kể một câu chuyện như sau. Có một người nọ trông thấy một con cá. Nhiều người hỏi anh là cá lớn hay nhỏ. Anh ta vừa trả lời vừa ra hiệu bằng hai tay cho biết là thật to. Các người khác càng hỏi tới: to, nhưng mà to đến mức nào? Lần này thì kích thước con cá nhỏ bớt đi một tí. Thật không? Nó bằng chừng nào? Sau cùng thì con cá trở thành bé tí tẹo. Người ta có thể bảo rằng ngay từ lúc đầu người này không hề có ý nói dối. Anh ta chỉ không chú ý vào những gì mình nói. Thật cũng lạ, có nhiều người rất thích phát biểu theo cái lối đó. Người Tây Tạng thường đã quen khi nghe lối kể chuyện như thế. Khi kể với nhau một chuyện gì đó, họ thường không đưa ra bằng chứng. Người nghe cũng không tìm hiểu xem tin tức ấy xuất phát từ đâu, tại sao nó lại xảy ra như thế với người kể chuyện. Những ai có xu hướng phát biểu theo cái lối đó thì nên chú ý nhiều hơn nữa vào những gì mình đang nói. Theo một quan điểm nào đó, tốt hơn nên nói ít, và chỉ nên nói khi nào có điều gì quan trọng cần để nói. Ngôn ngữ là một nét cá biệt và tuyệt vời của giống người. Tuy rằng các loài cá heo và cá voi hình như cũng có thể giao tiếp với nhau một cách khá phức tạp, tuy nhiên khi phân tích cẩn thận ngôn ngữ thì ta mới thấy rằng nó rất hạn hẹp. Các khái niệm và ngôn từ mà ta đưa ra tác dụng tách rời mọi sự vật một cách thật là giả tạo. Trong khi đó, các vật thể chỉ định bằng ngôn từ thì trên thực tế lại hàm chứa vô số những dạng thể khác nhau, và các dạng thể ấy biến đổi không ngừng, vì chúng chỉ là hậu quả phát sinh từ vô số nguyên nhân và điều kiện, không thể nào xác định cho hết được. Khi ta chỉ định một dạng thể nào đó của hiện thực, thì tự động trong đầu ta loại bỏ tất cả những dạng thể khác, và ta chỉ định vật thể đã được lựa chọn bằng một ngôn từ duy nhất. Và ngôn từ này chỉ áp dụng cho vật thể ấy trong mục đích để nhận diện ra được nó mà thôi. Sau đó, tùy theo bối cảnh khi nhìn vào vật thể này, ta sẽ phân biệt cái này tốt, cái kia quá tệ, và cứ tiếp tục như thế. Nhưng trên thực tế không thể đem gán một đặc tính tự tại nào cho bất cứ một thứ gì. Kết quả sau cùng là cái nhìn về hiện thực của ta, nếu như khá lắm thì ít sai, nhưng thông thường thì hoàn toàn lầm lẫn. Dù cho ngôn ngữ phong phú đến đâu đi nữa, khả năng của nó cũng thật giới hạn. Chỉ có những cảm nhận phi khái niệm mới có thể nhận biết bản chất đích thực của mọi vật thể mà thôi. Vấn đề khó khăn của ngôn ngữ xảy ra trong rất nhiều lĩnh vực. Trong chính trị chẳng hạn, những người làm chính trị hình dung những chương trình rất đơn giản để giải quyết những vấn đề thật phức tạp, liên quan thật nhiều yếu tố. Họ cứ tưởng rằng có thể tìm được tất cả mọi giải pháp bằng những khái niệm hay những ngôn từ đơn giản như chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa kinh tế tự do, chủ nghĩa thuế quan bảo hộ, vân vân. Trong cái tổng số vô cùng lớn lao của nguyên nhân và điều kiện tạo ra một tình thế nào đó, người làm chính trị chỉ tách ra được một hay hai nguyên nhân và điều kiện mà thôi. Họ không cần biết đến vô số những nguyên nhân và điều kiện khác. Vì thế họ không bao giờ tìm thấy những giải đáp đích thực được. Vì vậy mà mọi sự hiểu lầm đều có thể xảy ra. Theo ý tôi, đây là nguồn gốc của mọi thứ khó khăn. Tiếc thay, chúng ta chẳng có phương pháp gì khác ngoài những ngôn từ và khái niệm. Vì thế tôi kết luận rằng tốt hơn hết chỉ sử dụng đến ngôn ngữ khi nào thật sự cần đến. Nếu nói nhiều nhưng không thật sự cần thiết thì cũng giống như thả cho cỏ dại mọc hoang trong vườn. Có phải là càng ít cỏ dại thì lại càng tốt hơn không? Lời khuyên những ai chỉ trích kẻ khác. Nói chung, nếu có ai chỉ trích tôi, kể cả phỉ báng tôi đi nữa, thì tôi xin họ cứ tiếp tục việc ấy nếu chủ đích của họ tốt. Nếu thấy một người nào đó phạm vào một lỗi lầm mà ta cứ lặp đi lặp lại với họ là tất cả đều tốt đẹp, thì những lời nói của ta chẳng có một ý nghĩa gì cả, cũng chẳng giúp ích cho kẻ khác được điều gì. Nếu ta nói với họ là những gì họ làm không gây ra tệ hại, nhưng khi họ quay lưng đi chỗ khác thì ta lại nói xấu họ, như thế cũng không tốt chút nào. Hãy nói những điều ta nghĩ trước mặt họ. Hãy làm sáng tỏ những gì cần thiết. Hãy phân biệt giữa cái đúng và cái sai. Nếu có nghi ngờ điều gì thì cứ nêu lên. Dù cho lời nói của ta có phần nặng nề đi nữa thì cũng cứ nói lên. Khi mọi sự trở nên trong sáng,
thì ta cũng sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn, và những chuyện soi mói cũng chấm dứt. Nếu như ta chỉ biết sử dụng những lời đường mật, thì đồn đại và dối trá vẫn tồn tại và phát sinh. Riêng đối với cá nhân tôi thì tôi vẫn thích những câu nói thẳng thắn. Một hôm có một người nói với tôi rằng, theo Mao Trạch Đông thì phải dám nghĩ, dám nói, dám làm. Đúng thế, đối với công việc làm và sự quản lý thì ta phải biết suy nghĩ. Ta phải có can đảm để nói lên những gì ta suy nghĩ và thực hiện những gì ta nói. Nếu không có người nào nhúc nhích thì tiến bộ không sao thực hiện được, và đồng thời cũng chẳng sửa chữa được bất cứ một lỗi lầm nào. Tuy nhiên cũng cần phải tự hỏi xem những gì ta nói và ta làm có ích lợi gì hay không. Mặc dù đấy là một hảo ý tốt đẹp nhất trên đời này đi nữa, nhưng nếu lời ta nói ra làm tổn thương đến kẻ khác và chẳng đem lại sự tốt lành nào cho họ, thì cách phát biểu quá hung hãn và bộc trực của ta sẽ không đem đến thành công. Trường hợp này có lẽ phải cần đến những lời nói dối thật chân tình. Đối với Phật giáo Nam Tông, 7 hành vi tiêu cực thuộc vào thân xác và ngôn từ, như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, phỉ báng, nói những lời hung hãn và những lời vô trách nhiệm đều bị cấm đoán. Đối với Phật giáo Bắc Tông, tuy là một hành vi hết sức tiêu cực như sát sinh chẳng hạn, vẫn có thể chấp nhận được nếu hành vi ấy đem đến sự an lành cho kẻ khác, và phần riêng ta thì không được vướng mắc một thoáng tham vọng cá nhân nhỏ nhoi nào. Dù sao đi nữa, trên bình diện tổng quát, tôi vẫn nghĩ rằng dù ta có nói lên sự thật bằng những lời lẽ nặng nề đi nữa thì vẫn có thể mang đến lợi ích. Tuy nhiên phải tránh chỉ trích và nhục mạ kẻ khác bằng bất cứ phương tiện nào, bằng những ý đồ hung ác hay bằng các cách nhìn mọi sự việc một cách tiêu cực. Nếu không, ta sẽ làm cho kẻ khác khổ đau. Riêng ta thì không khỏi cảm thấy mất an vui, và đồng thời còn tạo ra một bầu không khí không sao thở nổi. Lời khuyên những ai làm cho kẻ khác đau khổ. Đôi khi ta vô tình làm cho kẻ khác đau khổ, nhưng lại không biết là kẻ khác đang đau khổ. Cũng giống như trường hợp ta không chú ý đến sự kiện xúc vật, cũng cảm thấy thích thú và khổ đau. Cũng không dễ cho ta cảm thấy khổ đau của đồng loại, nếu như chính ta chưa từng biết khổ đau là gì. Thật hết sức rõ ràng những kẻ khác đang đau khổ, nhưng tuyệt nhiên ta thì không. Chỉ khi nào ta biết nói lên rằng, khi nào kẻ khác đánh tôi, nhục mạ tôi cũng sẽ đau khổ như người này, như người nọ, thì khi đó ta mới tưởng tượng ra được nỗi khổ đau sẽ như thế nào. Một số người chẳng bao giờ chú ý đến sự ác độc mà họ gây ra cho kẻ khác. Họ chỉ nghĩ rằng điều hệ trọng là chính họ ra thoát mọi khó khăn mà không thiệt hại gì. Đây cũng là một vấn đề vô tâm khác. Khi càng làm cho kẻ khác khổ đau, ta lại càng tích lũy thêm những nguyên nhân tạo ra khổ đau cho chính mình. Hơn nữa, khi làm hại cho xã hội thì đồng thời ta làm hại gấp đôi cho chính ta. Nếu ta hành động sai trái với kẻ khác thì để lấy đó làm một điều hối hận. Hãy nhìn nhận sai lầm của chính mình, nhưng đừng nghĩ đến việc tự lên án mình, vì làm như thế sẽ không thể sống một cách bình thường được. Không được phép quên những gì ta đã làm, nhưng cũng đừng để cho suy sụp tinh thần hay tan nát trong lòng vì hối hận. Nhưng cũng không được phép vô tình, vì như thế cũng giống như là một sự quên lãng. Hãy tự tha thứ cho mình. Trong quá khứ tôi đã từng lầm lẫn, nhưng tôi sẽ không thể để xảy ra như thế nữa. Tôi là một con người, tôi có đủ khả năng ra thoát những sai lầm của tôi. Nếu ta mất hết hy vọng, ấy có nghĩa là ta không đủ sức tha thứ lấy ta. Nếu có thể thì đến thăm một người đàn ông hay một người đàn bà nào đó mà ta đã gây ra thiệt hại cho họ. Hãy nói với họ một cách thành thực: trước đây vì ác ý, tôi đã làm điều sai trái, xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu kẻ khác nhận thấy được sự ăn năn của ta và đồng thời những hận thù của họ cũng tan biến, thì có phải đấy đúng là những gì mà kinh sách nhà Phật gọi là sự thú nhận để tu sửa hay không? Tuy nhiên không nên xem đấy là một khái niệm mang tính cách tôn giáo làm gì. Chỉ cần đưa tay cho những ai mà ta đã từng làm cho họ đau khổ để tự nhận lỗi lầm về mình, để thành thực tỏ lộ sự ăn năn, như thế cũng đủ để làm nhẹ xuống sự oán hận trong lòng họ. Đương nhiên muốn thực hiện được điều ấy, cả hai bên cần phải đủ sức mở rộng lòng mình. Có những kẻ cố tình làm những điều hung ác, trong trường hợp đó phản ứng duy nhất mà xã hội có thể làm được ấy là sức mạnh. Đâu có thể làm gì khác hơn đối với Hitler hay Pol Pot.
Tôi nghĩ rằng việc cố tình làm điều tai ác không có tính cách nội tại nơi con người. Khi sinh ra đời, ta chưa có nó, và nó chỉ phát sinh về sau này mà thôi. Hitler nghĩ rằng người Do Thái là những người có hại cần phải loại bỏ. Cái ý nghĩ đó bùng lên cho đến độ che lấp tất cả những cảm tính từ bi. Một cách tổng quát, tất cả những ý nghĩ cho rằng kẻ khác là thù địch đều do tưởng tượng mà ra. Nói theo ngôn từ nhà Phật, thì đấy là những gì mang tính cách giả tạo và sáng chế, ngược lại với những gì hiện hữu một cách tự nhiên. Một ý nghĩ khi mới bùng lên thì ta cho là đúng, ta gán cho nó một tầm quan trọng rất lớn, ta xây dựng cả một chương trình để đem ra thực hiện, không hề nghĩ đến những khổ đau có thể gây ra cho kẻ khác. Nếu muốn lôi những kẻ có xu hướng làm những việc như thế, thì trước hết phải đánh thức họ trước những cảm tính nhân bản sâu xa nơi họ, và sau đó mới tìm cách tách họ ra khỏi những mục đích không tưởng của họ. Được đến đâu hay đến đấy, làm như thế mới hy vọng có thể kêu gọi sự suy nghĩ của họ trước những gì họ làm. Nếu không thành công, chỉ còn có sức mạnh mà thôi. Nhưng không phải bất cứ thứ sức mạnh nào cũng được. Dù cho họ phạm vào những tội ác khủng khiếp nhất, ta vẫn phải đối xử với họ thật nhân đạo. Đó là phương pháp duy nhất nếu ta muốn nhìn thấy họ đổi thay một ngày nào đó. Tình thương là phương pháp cuối cùng để biến đổi con người. Dù cho họ đang tràn ngập bởi giận dữ và hận thù, hãy tỏ lộ tình thương của ta thật bền chặt, không xao xuyến, không mệt mỏi. Ta sẽ làm cho họ xúc động. Việc ấy đòi hỏi nhiều thời gian. Riêng cá nhân tôi chắc chắn là tôi không làm nổi. Lúc đầu tôi cố gắng tử tế, nhưng tôi sẽ nản ngay và tự nhủ, mặc kệ mày. Ngài bật cười thật to. Phải thật kiên nhẫn. Nếu như thiện tâm của ta hoàn toàn tinh khiết, và tình thương cũng như lòng từ bi của ta không xao xuyến, nhất định ta sẽ thành công. Lời khuyên những ai vô tình trước kẻ khác. Vô tình nhất là đối với kẻ khác là một trong những khiếm khuyết tệ hại nhất. Nếu chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mặc kệ người đồng loại, thì đấy là dấu hiệu cho thấy tầm nhìn quá hạn hẹp về thế giới này, một tâm hồn hẹp hòi và phần nội tâm nông cạn. Từ khi còn là một bào thai, ta đã lệ thuộc vào kẻ khác. Hạnh phúc và tương lai trong cuộc sống này và tất cả những tiện nghi mà ta có, kể cả mọi vật rất tầm thường mà ta có, cho đến sự sống còn hàng ngày của ta, tất cả đều lệ thuộc vào sức làm việc của con người. Cầu nguyện và cách tu tập tâm linh cũng có thể tạo ra một tầm ảnh hưởng nào đó, nhưng chính sự sinh hoạt của con người đã tác tạo ra thế giới này. Tất cả đều hiện hữu bằng cách liên đới, còn gọi là hiện tượng tương liên. Không thể nào tìm thấy bất cứ gì có thể tự nó hiện hữu một cách tự tại. Vì thế cũng không thể hình dung sự lợi ích của mình lại có thể độc lập với quyền lợi của kẻ khác. Những gì ta đang làm trong từng giây phút sẽ đưa đến những bối cảnh mới, và những bối cảnh ấy lại tiếp tục làm phát sinh ra những biến cố khác. Dù ta có làm gì đi nữa, dù ta cố tình hay vô tình, thì ta vẫn bị lôi cuốn trong cái chuỗi lôi kéo do quy luật, nguyên nhân và hậu quả sinh ra. Cũng thế, những khổ đau và thích thú của ta trong tương lai chính là hậu quả của những nguyên nhân và điều kiện trong hiện tại. Mặc dù là cái chuỗi lôi kéo đó có thể quá phức tạp để ta đủ sức nắm vững một cách tường tận, vậy thì chính ta là kẻ chịu trách nhiệm không những đối với ta mà còn đối với kẻ khác nữa. Vô tình không quan tâm đến sự an lành của kẻ khác, cũng như vô tình không nhận thấy nguyên nhân đem đến hạnh phúc cho chính mình trong tương lai, chính là cách để tạo ra những bất hạnh cho chính mình. Chương 5. Đời sống tinh thần. Lời khuyên những ai tin vào tôn giáo. Tất cả mọi người đều có quyền tin hay không tin, nhưng khi nào đã theo một tôn giáo và tin vào những gì tôn giáo ấy thuyết giảng, thì hãy xem trọng những lời thuyết giảng ấy, và nhất là tránh đừng có hôm nay thì tin, ngày mai thì không. Chớ nên hành động bừa bãi, lời nói phải đi đôi với cách suy nghĩ. Một số người nghĩ rằng, nếu tôi đặt lòng tin vào Phật giáo, tôi phải đủ khả năng sống một cách hoàn toàn và trọn vẹn, nếu không thì tôi bỏ. Thái độ muốn được tất cả hay là bỏ hết thường xảy ra đối với người Tây Phương. Tiếc thay, chẳng có cách nào giúp ta đạt được sự hoàn thiện trong đầu hôm sớm mai.
muốn đi đến đích phải tập luyện từ từ. Có phải đấy là điều thật thiết yếu hay chăng? Ta cũng không nên nói, dù có tập hay không tập thì cũng thế, chẳng bao giờ tôi làm được. Hãy đặt cho mình một mục tiêu rõ rệt, dùng đủ mọi cách để đạt cho được mục tiêu ấy, rồi từ từ sẽ thực hiện được. Mỗi người có một bản chất khác nhau. Cái gì thích nghi cho người này có thể không phù hợp với kẻ khác. Đấy là một điểm luôn luôn phải ghi nhớ trong đầu khi muốn xét đoán các tôn giáo và các con đường tâm linh khác. Sự đa dạng của tín ngưỡng tương ứng với sự đa dạng của con người. Kể cả trường hợp không bắt buộc phải nhìn tín ngưỡng trên khía cạnh đó, nhưng vẫn có nhiều người đã tìm thấy và sẽ còn tìm thấy sự trợ giúp lớn lao nhờ vào tín ngưỡng. Hãy ghi nhớ điều ấy trong lòng, và nhất là mọi tôn giáo đều xứng đáng để được kính trọng. Điều này vô cùng hệ trọng. Còn một điều khác cần nói thêm là tất cả các tôn giáo đều có những nghi lễ riêng biệt. Tuy nhiên, mỗi tôn giáo đều gồm có những sắc thái cơ bản. Chẳng hạn trong cách tu tập của Phật giáo thì điều cốt yếu là phải khắc phục được tâm thức. Tuy nhiên, đấy không phải là một việc dễ dàng. Nó đòi hỏi sức cố gắng thật kiên trì. Nhưng nhiều người lại cứ xem đó là một việc thứ yếu. Một mặt thì tin tưởng vào giáo lý Phật giáo, một mặt thì lại không đủ sức để thực hiện sự tin tưởng của mình. Người tu tập chỉ biết an phận với những nghi thức lễ lạc bên ngoài, những trình diễn hào nhoáng của lễ bái, kinh kệ thì đọc trên đầu môi cho có lệ. Trong các nghi lễ Tây Tạng, người ta thích dùng trống, chuông, chủng chọe và các loại nhạc cụ khác. Nhiều người nhìn vào đó và cho rằng đấy là những người đang lo tu tập Phật giáo. Nhưng thật sự không hẳn là như thế. Đấy chỉ là cách tránh cho họ sự sao nhãng và phân tâm, không nhìn thấy ảo giác của thế giới này, không thực hiện được tình thương, lòng từ bi và tinh thần giác ngộ. Đem ra thực hiện những thứ ấy mới đúng là cách tu tập thâm sâu. Cách tu tập như thế đòi hỏi phải tập trung và dồn tất cả nghị lực vào đó. Có phải đúng sự thật là như thế hay chăng? Người ta cũng thấy một sự kiện tương tự đối với những người theo Thiên Chúa giáo. Đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật, đọc thật nhanh vài câu cầu nguyện, mắt thì nhắm lại. Nhưng khi phải đối đầu với những khó khăn thường nhật, thì trong đầu lại phát sinh mọi ý nghĩ không phù hợp chút nào với tôn giáo của mình. Không có một khả năng nào để phát lộ đức tin hay một thái độ phù hợp với lời dạy của Đấng Kitô. Dù sao đi nữa, những điều ấy cho thấy ta chẳng có gì biến cải cả. Ta vẫn rập khuôn như những kẻ khác mà thôi. Ta chỉ biết tỏ lộ đức tin trong khoảng thời gian của một buổi lễ, nhưng tuyệt nhiên trên thực tế thì không thực hiện được một điều gì cả thuộc vào đích đức tin của mình. Tôn giáo cũng tương tự như một phương thuốc điều trị. Phương thuốc đem đến hiệu quả khi nào ta ốm đau, nhưng không phải lúc ta đang khỏe mạnh. Khi mọi sự đều tốt đẹp thì đâu cần đem thuốc men trưng bày với kẻ khác và bảo với họ rằng cái này thật tuyệt vời, cái này đắt, cái này màu sắc rất đẹp. Dù cho dáng dấp bên ngoài như thế nào thì chức năng duy nhất của một phương thuốc vẫn là việc chữa trị cho lành bệnh. Nếu thuốc men không đem đến một lợi ích nào cả vào những lúc thật sự cần đến thì cũng không nên bày biện chúng ra làm gì. Cũng giống như thế, một tôn giáo hay một con đường tu tập tâm linh phải tỏ ra hữu hiệu vào những lúc tâm thức ta gặp phải khó khăn. Nếu ta cứ tiếp tục phô trương tín ngưỡng khi mọi sự đều trôi chảy, nhưng đến lúc phải đối đầu với khó khăn thì ta cũng chẳng hơn gì những kẻ thường tình. Như thế có ích lợi gì đâu. Điều quan trọng chính là hội nhập thật sâu vào tâm thức những lời giảng huấn hay cách tu tập mà ta đã thu nhận được và đem chúng ra áp dụng vào đời sống thường nhật. Đấy là một thứ gì mà ta không thể làm được ngay tức khắc. Ta chỉ có thể thực hiện từ từ nhờ vào sự tập luyện chuyên cần. Lời khuyên những người không tôn giáo. Những người không tôn giáo rất đông. Đó là quyền của họ, không ai có thể ép buộc họ phải thay đổi.
Điều quan trọng là cuộc đời họ phải cần có một ý nghĩa nào đó, tức là từ trong thâm tâm họ phải được sung sướng. Cứ tìm lấy hạnh phúc nhưng không được làm hại kẻ khác. Nếu như sự toại nguyện của họ phát sinh từ khổ đau của kẻ khác, thì sớm hay muộn chính họ cũng sẽ khổ đau. Đời sống con người kéo dài tối đa được khoảng 100 năm. Thật là quá ngắn nếu đem so sánh với những kỷ nguyên địa chất. Nếu trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó ta làm những việc độc ác, thì đời ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc, nhưng không ai có quyền phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Mục đích của sự hiện hữu con người là không được làm cho bất cứ ai đau khổ. Dù cho ta đạt đến tột đỉnh của giàu sang và hiểu biết, nhưng nếu ta không có lòng từ bi và không biết kính trọng kẻ khác, thì sự hiện hữu của ta cũng chẳng xứng đáng là một sự hiện hữu của con người. Cứ sống trong hạnh phúc và tránh tối đa không làm thiệt hại cho kẻ khác, đấy là những gì mà con người có quyền và cũng đáng đem điều ấy để thực thi cho mình. Phần đông trong chúng ta cho rằng hạnh phúc tùy thuộc vào sự chiếm hữu của cải vật chất. Tuy rằng hết sức rõ ràng, của cải vật chất không hội đủ điều kiện để đem đến hạnh phúc cho ta. Ta chỉ cần nhìn ra chung quanh sẽ thấy nhiều người có đầy đủ tiện nghi, nhưng thường xuyên họ phải uống thuốc an thần hoặc là rơi vào cảnh say sưa rượu chè, cốt để làm nhẹ bớt âu lo. Ngược lại có những người không có gì cả, nhưng họ lại sống hạnh phúc, thư giãn, sức khỏe dồi dào và sống lâu. Tôi xin nhắc thêm một lần nữa là những gì quan trọng hơn hết không phải là sự thỏa mãn thô thiển và nhất thời của các cơ quan giác cảm, nhưng đúng hơn là sự thỏa mãn trong tâm thức. Vì thế, muốn trở thành một người tốt thì phải giúp đỡ kẻ khác, bớt tham vọng đi, hãy bằng lòng với số phận của mình. Những điều ấy đâu phải nhất thiết chỉ dành riêng cho những người có tôn giáo. Tôi nói ra những điều đó không phải để làm vui lòng trời hay để bảo đảm sẽ được tái sinh trong những điều kiện tốt đẹp. Tôi chỉ ngụ ý rằng nếu những ai muốn tìm thấy sự an bình trong nội tâm thì không thể nào không nghĩ đến những điều vừa nói đến trên đây. Tiến bộ kinh tế và kỹ thuật càng gia tăng lại càng làm cho chúng ta lệ thuộc vào nhau nhiều hơn, tức là lệ thuộc giữa người này với kẻ khác. Tất cả những gì ta làm đều gây ra ảnh hưởng vào phần còn lại của thế giới này. Những ảnh hưởng ấy sẽ xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Tình trạng chung của thế giới lại tác động trở lại và ảnh hưởng đến hạnh phúc hay là khổ đau của từng cá nhân. Không giống như trong quá khứ, ngày nay khi phóng nhìn vào mọi sự vật thì tầm nhìn cần phải mở rộng ra, vượt lên trên những quan điểm hẹp hòi. Không phải chỉ nhìn thấy một yếu tố duy nhất hay một nguyên nhân duy nhất là đủ, mà phải hình dung mọi sự trên thật nhiều khía cạnh. Tôi không có ý nói rằng phải chối bỏ hạnh phúc của mình và hy sinh tất cả cho hạnh phúc của kẻ khác. Tôi chỉ muốn nói là cả hai không thể tách rời nhau. Nếu như ta cảm thấy liên hệ đến sự an bình và hạnh phúc của tất cả mọi người trên địa cầu này, thì hãy tập nhìn mọi sự một cách bao quát hơn và ý thức được tầm quan trọng nơi thái độ của mỗi cá nhân. Có khoảng 6 tỷ người trên địa cầu. Trong số 6 tỷ người ấy thì một phần lớn chỉ quan tâm đến những tiện nghi vật chất và chẳng hề chú tâm gì đến tôn giáo hay đời sống tâm linh. Những người không tôn giáo chiếm phần lớn nhân loại. Vì thế, cách suy nghĩ và hành vi của họ nhất định giữ một vai trò then chốt trong sự tiến hóa của thế giới này. Dù sao cũng đáng mừng, vì sự kiện biết cư xử như một con người không cần phải dựa vào một tôn giáo nào cả, chỉ cần là một con người. Ngay cả súc vật cũng thế, những con thú biết sống đoàn tụ sẽ thu hút những con thú khác. Những con thú hung dữ sẽ làm cho các con thú khác bỏ chạy. Hãy nhìn những con chó hung hăng sẽ thấy,
những con chó khác dù to lớn hơn cũng tránh ra xa. Điều đó cũng đáng để so sánh với cách cư xử của con người. Những ai tự chủ được mình, có những ý tưởng nhân ái và ngôn từ nhã nhặn, nhất định sẽ có nhiều bạn hữu hơn. Người khác cảm thấy an lành bên cạnh họ, cả súc vật cũng muốn đến gần. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, họ cũng tạo ra được một bầu không khí dễ chịu mà kẻ khác không đành rời xa. Ngược lại, khi ta có những ý tưởng bấn loạn không kiểm soát được, ngôn từ khiêu khích, hành vi hung hăng, thì nhất định kẻ khác sẽ lánh xa và họ sẽ cảm thấy khó chịu khi bắt buộc phải đối mặt với ta. Họ sẽ không quan tâm đến những gì ta muốn nói. Có thể ta chưa kịp cất lời thì họ đã tìm cách ngoảnh đi nơi khác. Họ đâu có thể nào tìm thấy hạnh phúc hay vui đùa bên cạnh ta được. Cuộc sống của ta sẽ trở nên khó khăn hơn, có đúng thế không? Dù rằng chúng ta quá đông đúc trên địa cầu này, nhưng mỗi người trong chúng ta chỉ biết nghĩ đến riêng mình mà thôi. Ta lệ thuộc vào kẻ khác để có thức ăn, có áo mặc, có một chỗ đứng trong xã hội, trở thành nổi tiếng. Mặc dù thế, nhưng ta lại xem những người liên hệ mật thiết với ta là kẻ thù. Có phải là quá sức phi lý hay không? Tuy nhiên, chỉ cần quan tâm đến kẻ khác bằng hành vi và ý nghĩ trong đầu, thì ta sẽ tìm thấy hạnh phúc và an vui ngay trong cuộc sống này. Đấy là tôi chưa kể đến những kiếp sống trong tương lai, đến những lúc gặp phải khó khăn và ta có ngay một người bên cạnh để thổ lộ và giúp đỡ ta. Chưa kể trường hợp mà kẻ thù của ta sẽ có thể trở thành bạn hữu của ta nữa. Khi nào chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và xem kẻ khác là thù địch, thì ta sẽ phải đối đầu với những khó khăn thật phi lý mà chính ta là kẻ trách nhiệm. Trong thế giới tân tiến ngày nay, nếu như sự sống bắt buộc phải có cạnh tranh, thì ta vẫn có thể làm hay hơn kẻ khác, nhưng không cần phải đè bẹp kẻ khác. Lời khuyên những người tu hành, các nhà sư và cố đạo. Hầu hết những người tu hành đều không lập gia đình. Cuộc sống độc thân được nhiều tôn giáo xem là rất quan trọng vì nhiều lý do khác nhau. Theo Phật giáo, nếu muốn đạt được giác ngộ thì trước hết phải loại bỏ những nọc độc của tâm thức. Khởi sự là những thứ nọc độc thô thiển nhất. Nọc độc nguy hiểm hơn hết là dục vọng. Thứ nọc độc này chắc chắn sẽ buộc ta vào thế giới luân hồi, tức dòng tái sinh. Nếu ta nghiên cứu kỹ 12 mối dây tương liên, giải thích 12 giai đoạn trói buộc con người vào thế giới luân hồi, ta sẽ nhận thấy nghiệp trong quá khứ, nếu không có dục vọng tác động, thì cũng không thể phát sinh ra quả được. Trong số những thể loại khác nhau của dục vọng, thì ham muốn dục tính là thứ mạnh nhất, bởi vì nó liên đới đồng loạt với tất cả 5 đối tượng của 5 cơ quan giác cảm, hình tướng, âm thanh, mùi, vị và xúc giác. Vì thế, nếu muốn chạy chữa để chống lại dục vọng, thì trước nhất phải tấn công vào thứ dục vọng nóng bỏng nhất. Tiếp theo sẽ nhắm vào những dục vọng khác, từ thô thiển đến tinh tế. Khi chặn đứng được dục vọng và tìm thấy sự vui thú, người tu tập sẽ dần dần thăng tiến và tránh được sự bám víu. Trên đây là quan điểm của Phật giáo. Về phần các tôn giáo khác thì mỗi tôn giáo đều có cách giải thích riêng của mình. Trên phương diện thực tế, cuộc sống xuất gia đòi hỏi phải độc thân, vì độc thân sẽ giải thoát cho người tu tập một phần lớn những ràng buộc đem đến mọi thứ phiền toái cho họ. Các tỳ kheo ni và các nhà sư khi đã lánh xa cuộc sống thế tục sẽ không còn bận tâm vì kẻ khác nhìn vào. Họ ăn mặc rẻ tiền và nhu cầu vật chất thì giới hạn tối đa. Khi lập gia đình, dù muốn hay không, ta cũng sẽ nô lệ cho một số trói buộc xã hội, phải chi tiêu nhiều hơn so với trước đây khi còn độc thân. Và thói thường, khi càng tiêu xài thì lại càng phải làm việc, tính toán và hoạch định nhiều hơn. Càng làm việc và hoạch định chương trình thì lại càng phải đối đầu với những sức mạnh đối nghịch phát sinh, để rồi càng dễ bị xui khiến
phạm vào những hành vi gây ra thiệt hại cho kẻ khác. Những người nữ tu và các linh mục Thiên Chúa giáo, khi đã bỏ đời sống gia đình để chọn đời sống tu hành, thì phải cầu nguyện từ 5 đến 6 lần mỗi ngày, đọc sách, suy tư và gần như không có một sinh hoạt nào có tính cách thế tục. Cách thay đổi lối sống như thế mang đến thật nhiều lợi điểm. Đến khi chết, người tu hành được thanh thản hơn. Thông thường thì những kẻ thường tình có nhiều vấn đề lo âu. Con ta sẽ làm gì? Ai đưa nó đi học? Nó sống bằng cách nào? Còn vợ tôi nữa, sẽ ra sao? Làm thế nào mà ông chồng già của tôi lo toan mọi việc cho xuể? Rồi đây cô vợ trẻ của tôi sẽ phải sống với một người đàn ông khác. Nếu như khi chết mà tránh được những thứ buồn khổ như thế, có phải là hay hơn không? Trong nhiều quốc gia, người cha là người duy nhất chống đỡ cho gia đình. Nếu người này chết đi, thì người vợ sẽ mất tất cả và rơi vào lo âu, không biết phải sinh sống thế nào. Nếu có con cái, thì cảnh huống lại trở nên thảm thương hơn nữa. Khi chưa có gia đình, thì ta hết sức bận tâm vì chưa tìm được người phối ngẫu. Nhưng khi đã có gia đình, thì cũng không phải vì thế mà ta sẽ trở nên thanh thản hơn. Người đàn ông lo lắng, không biết người vợ có còn nghe lời mình hay không, và người vợ thì không biết mình có còn làm vui lòng người chồng như trước hay không. Quả là rắc rối. Cưới hỏi cũng là dịp để tiêu xài những số tiền lớn. Lễ cưới phải vĩ đại. Ở Ấn Độ, người ta thường bỏ ra một phần lớn tài sản vào việc cưới hỏi. Thường thì họ ăn tiêu tiện tặng đến độ không dám ăn. Sau khi lễ cưới hoàn tất, có gia đình gặp cảnh khổ đau vì không có con. Nhiều gia đình khác thì có thể có nhiều nhưng lại không muốn nên phải phá thai. Tránh được những thứ khổ sở ấy có phải là bình yên hơn không? Các nữ tu và nam tu đôi khi cũng có thể tự hỏi có nên chọn đời sống lứa đôi hay không? Nhưng tốt hơn hết là nên bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Như thế có lẽ họ sẽ ít bận tâm hơn. Đời sống độc thân thanh thản hơn nhiều. Một số người nghĩ rằng tôi vừa nêu lên một quan điểm ích kỷ. Tôi không tin như thế. Những người thành lập gia đình vì nghĩ đến bản thân họ, không phải vì sự tốt lành của kẻ khác. Kể cả trong mục đích mà họ tìm kiếm, cũng không mấy khi họ thành công. Trong khi đó, những người đã thệ nguyện sống độc thân, các nữ tu và linh mục Thiên Chúa giáo chẳng hạn, họ hy sinh tất cả để giúp đỡ kẻ khác, chăm sóc những kẻ ốm đau. Tôi nghĩ đến mẹ Teresa, không có chồng, không có con, không gia đình và đã hy sinh tất cả thời giờ cho người nghèo khó. Nếu có gia đình thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Dù có đủ thiện chí đi nữa, nhưng còn công việc nhà đang chờ đợi, con cái ở trường và những thứ khác nữa. Trong chính phủ lưu vong của chúng tôi, nếu cử một vị sư đi công tác ở một nơi nào đó, thì vị ấy sẵn sàng ngay. Nếu bảo vị này hãy đến một quốc gia nào đó, thì chẳng có khó khăn gì cả. Nếu gọi vị ấy về, thì vị ấy về ngay. Cứ thử yêu cầu những việc ấy với một thương gia xem sao. Mọi sự sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Có thể người này sẽ trả lời rằng, tôi vừa mở thêm một cửa hàng mới, tôi còn phải ở lại đây, cho tôi xin lỗi vậy. Đến đây, tôi cũng xin đề cập đến bổn phận những người tu hành, vì họ còn phải giáo dục kẻ khác nữa. Tông Khách Ba nói rằng, bất cứ khi ta bước theo một con đường tâm linh nào, thì không nên chỉ biết biến cải kẻ khác, mà không tự biến cải lấy chính mình. Chẳng hạn, khi ta muốn giảng về những nguy hại của giận dữ, thì chính ta cũng không được giận dữ. Nếu không thì khó mà thuyết phục được ai. Đối với việc thuyết giảng về dục vọng và sự thỏa mãn cũng thế. Về vấn đề này, một vị lạc ma mà tôi biết có lần viết thư cho tôi kể rằng trên Tây Tạng, từ khoảng 30 năm trở lại đây, người Tây Tạng đã xây dựng được nhiều tu viện với những ngôi chùa nguy nga và những pho tượng quý giá. Nhưng trong thời gian đó,
tuyệt nhiên không thấy họ xây dựng được một trường học hay một bệnh viện nào. Tôi tin chắc rằng nếu là những cố đạo Thiên Chúa giáo thì họ sẽ không hành động như thế. Những vị lạc ma trẻ tuổi thì ban ngày mặc áo nhà tu một cách bình thường, nhưng đến đêm thì thay trang phục và đi dự những buổi tiếp tân của thế tục, và còn tỏ ra như những nhân vật quan trọng hoặc giả dạng là những nhà kinh doanh giàu có. Tôi tự hỏi, Đức Phật có làm như thế hay không? Họ còn công khai đeo cả những chiếc đồng hồ hiệu Rolex nữa. Nói thế chứ tôi cũng có một cái. Tôi có nó từ khi tôi trốn khỏi Tây Tạng. Chỉ có cái dây đeo thì không đúng là Rolex. Tôi tự nghĩ rằng có thể những vị lạc ma đeo đồng hồ Rolex bằng vàng, đi xe sang trọng, nhưng khi họ gặp một bà cụ già ăn mày đói khổ thì chưa chắc họ đã ném cho bà cụ một cái nhìn. Sự thật là như thế. Đức Phật thuyết giảng về sự nhún nhường và tận tụy vì kẻ khác, nhưng chúng ta thì không hề bận tâm chút nào về những thứ ấy. Theo ý tôi, đấy là một trường hợp mà báo chí nên tố cáo, tính cách đạo đức giả. Đấy là việc duy nhất phải làm. Đức Phật giảng rằng phải thuyết giảng cho kẻ khác đúng với nhu cầu của họ, và đồng thời phải giữ những hành vi của mình đi đôi với những gì mình giảng. Hãy tuân thủ giới luật trước khi giao vào tay kẻ khác. Ghi chú 1. Kinh sách gốc Hán gọi là Thập Nhị Nhân Duyên. 2. Tông Khách Ba 1357-1438 là một vị đại sư Tây Tạng sáng lập học phái Cách Lỗ. Lời khuyên những người suy tư. Cũng như các tôn giáo khác, Phật giáo gồm có một số giáo huấn được đem ra học hỏi bằng phương pháp tự biện và truyền lại những thế hệ sau, từ thầy đến đệ tử. Tuy nhiên, chính những người suy tư đã làm tăng thêm thật nhiều giá trị cho những lời giáo huấn ấy bằng những kinh nghiệm sống mà chính họ đã thực hiện được. Mặc dù họ không đông đảo, nhưng chính họ đã phất lên lá cờ chiến thắng trên phương diện thực hành. Dựa vào sự bình lặng tinh thần và sự quán thấy sâu xa, họ đã đạt được những kinh nghiệm thiền định và những thực hiện nội tâm, đã thổi sự sống vào những hiểu biết lý thuyết. Nếu không có phần sinh khí đó, thì những hiểu biết lý thuyết chỉ phản phất một chút huyền thoại hay chỉ mang tính cách giả tạo mà thôi. Tôi không biết nói gì hơn là khuyến khích họ hãy cố gắng nhiều hơn. Ghi chú 1. Tức có tính cách thuần lý. Lời khuyên những ai có đức tin thật lớn. Không có một chút nghi ngờ nào cả, đức tin nắm giữ một vai trò thật quan trọng trong tất cả mọi tôn giáo. Tuy nhiên, nó phải được xây dựng bằng những lý do chính đáng. Long Thụ, một đại triết gia Phật giáo người Ấn thuộc thế kỷ thứ hai, có nói rằng sự hiểu biết và đức tin phải đi cạnh bên nhau, tay trong tay. Thật vậy, Phật giáo xem đức tin là nguồn gốc của một sự đổi mới cao siêu, và sự hiểu biết là nguồn gốc của giác ngộ. Nhưng đồng thời, Long Thụ cũng nói thêm rằng đức tin thoát ra từ sự hiểu biết trong sáng. Nếu nói cách khác thì câu ấy có nghĩa là phải hiểu được tại sao ta tin. Phật giáo phân chia đức tin thành ba cấp bậc khác nhau: sự cảm ứng, ước vọng và niềm tin vững chắc. Đức tin do cảm ứng là một hình thức của ngưỡng mộ. Đó là đức tin mà ta cảm nhận được khi đọc một văn bản nào đó, khi gặp một nhân vật khác thường, hoặc khi nghe nói về Đức Phật. Đức tin của ước vọng hàm chứa khái niệm của một sự cố gắng. Ta ước vọng được hiểu biết, được đào sâu thêm, trở thành giống như người mà ta ngưỡng mộ. Cả hai thứ đức tin vừa kể không có tính cách vững bền vì không dựa vào sự hiểu biết đích thực. Đức tin vững chắc được thiết lập trên sự hiểu biết minh bạch, tin rằng những gì mà ta ước vọng sẽ thực hiện được. Đức tin đó dựa trên lý trí. Trong kinh sách, Đức Phật có dặn dò các đệ tử của Ngài không nên tin một cách mù quáng vào những lời Ngài giảng,
mà hãy kiểm chứng những lời nói của Ngài, giống như người thợ kim hoàn đập, nấu và kéo vàng để kiểm chứng độ tinh khiết của nó. Trường hợp vừa nêu lên cũng tương tự như việc sùng kính. Nếu sự sùng kính không được thiết lập vững chắc, cũng chỉ là những gì thật phù du. Một số Phật tử, người Tây Tạng hay những người khác cũng thế, mang trong lòng một sự tôn kính lớn lao đối với người thầy tinh thần. Tuy nhiên, nếu người thầy qua đời, thì lòng sùng kính của họ cũng vụt mất. Tất cả đều chấm dứt trong lòng họ, và trung tâm giáo huấn của họ trước đây cũng sẽ vĩnh viễn khép cửa lại với họ. Tuy rằng trên phương diện tuyệt đối, dù cho người thầy đang hiện diện bằng xương thịt hay đã khuất thì cũng không có gì khác biệt cả. Người thầy tượng trưng cho bản thể tối hậu của tâm thức. Lòng từ bi của người thầy không thể bị ngăn cách bởi không gian. Những ai hiểu được những kích thước đó thì sẽ tránh được sự bám víu vào hình tướng nhân dạng của người thầy. Họ nên hiểu rằng, mặc dù người thầy đã rời bỏ lớp vỏ bên ngoài bằng xương thịt, nhưng xuyên qua phần thân xác tuyệt đối thì sự hộ trì và sinh hoạt của vị ấy vẫn luôn luôn hiện diện. Dù người thầy còn ở bên cạnh hay không còn nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt. Lúc nào ta cũng có thể thiền định hướng vào người thầy của mình. Nếu một ngày nào đó người thầy có rời bỏ thế giới này, và khi đó ta nghĩ rằng lòng sùng kính của ta mất hết đối tượng, thì đấy có nghĩa là sự sùng kính của ta vẫn còn vướng mắc trong sự bám víu. Ta xem vị thầy ấy giống như một người bạn đồng hành, một người bình thường, một người phối ngẫu hay một người thân thuộc mà thôi. Trong trường hợp như thế, khi chết, người thầy sẽ hoàn toàn biến mất, và phần ta thì chẳng biết phải làm gì. Những gì mà ta đã cảm ứng trước đây nhất định không phải là sự sùng kính đích thực. Lời khuyên những ai không có thái độ chia rẽ tôn giáo. Tôi thấy có hai thái độ có thể gọi là không chia rẽ tôn giáo. Thứ nhất là sự kính trọng đối với tất cả các truyền thống. Chẳng hạn như tôi là một người Phật giáo, nhưng đồng thời tôi hết sức ngưỡng mộ Thiên Chúa giáo và các tôn giáo khác. Thứ hai là không phải chỉ kính trọng các tôn giáo khác, mà ta còn muốn được tu tập theo các tôn giáo ấy nữa. Vì thế mà có một số người vừa tu tập cả Thiên Chúa giáo lẫn Phật giáo, cho đến một cấp bậc nào đó thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng nếu muốn đi xa thêm trên đường tu tập thì lại khác. Khi suy tư sâu xa về tánh không và hiện tượng tương liên của tất cả mọi sự vật, thì sẽ rất khó để chấp nhận một vị trời sáng tạo, tự hiện hữu và bất biến. Cũng thế, nếu ai tin có một vị trời đứng ra sáng tạo vũ trụ, thì nguyên lý tương liên sẽ là một trở ngại cho họ. Vượt lên một mức độ nào đó, ta sẽ nhận thấy những hạn hẹp thuộc nền tảng chung của các tôn giáo. Đến lúc đó, ta bắt buộc phải chuyên môn hóa, nếu có thể nói như thế. Điều đó không hề cấm cản ta kính trọng các đường hướng tu tập khác, nhưng thật khó để tu tập chung. Ngoài ra, trong Phật giáo còn có một cách tu tập riêng biệt nữa, gọi là quy y. Khi đã quy y Phật, thì tôi không tin lắm là người ta còn có thể quy y Chúa Kitô, nếu không muốn đứng trước ngã ba đường. Tôi nghĩ rằng tốt hơn, trong trường hợp đặc biệt như thế, hãy cứ xem đến Kitô như một vị Bồ Tát. Ghi chú: một, tánh không là một khái niệm vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Tánh không chỉ định bản thể đích thực của vạn vật. Tất cả mọi hiện tượng, tức mọi biến cố và sự vật, kể cả những tư duy và xúc cảm, đều không có một thực thể tự tại. Chúng chỉ là kết quả luôn luôn biến động và đổi thay, do vô số nguyên nhân và điều kiện góp phần làm cho chúng phát sinh. Tự chúng không có một sự hiện hữu nội tại và bền vững nào cả. Vì thế, bản thể của chúng gọi là tánh không. 2.
còn gọi là lý duyên khởi trong các kinh sách gốc Hán. Khái niệm này chỉ định sự tương liên, tương kết và tương tạo của tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ. Không có một hiện tượng nào trong vũ trụ này có thể tự nó hiện hữu một cách độc lập, vì tất cả mọi biến cố và sự vật, mọi tư duy và xúc cảm đều lệ thuộc vào nhau, tương tác với nhau. Không có một hiện tượng nào tự nó có thể hiện hữu một cách nội tại, bất biến và độc lập. 3. Tức phải chọn một tôn giáo nào đó để đi xa hơn. 4. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói rằng, khái niệm về một vị trời không đặt thành vấn đề cho người Phật giáo nếu khái niệm đó được xem là tình thương yêu vô biên, nhưng nó sẽ tạo ra vấn đề nếu xem đó là nguyên nhân đầu tiên sáng tạo ra thế giới này. Theo thiện nghĩ của người dịch thì việc kính trọng tất cả các tôn giáo là một điều hiển nhiên, cần thiết và bắt buộc, vì tính cách đa dạng của con người và bối cảnh của nhân loại qua không gian và thời gian. Nếu biết kính trọng tôn giáo thì cũng phải biết kính trọng con người, nhất là nhân phẩm và sự tự do suy nghĩ của con người. Không nên dùng sức mạnh, tiền bạc, áp lực tình cảm, lợi dụng hoàn cảnh của kẻ khác để áp đặt một tôn giáo, dù là bất cứ một tôn giáo nào cũng thế, vì đấy là nguồn gốc đưa đến chia rẽ và có thể gây ra chiến tranh, như người ta đã từng thấy qua lịch sử của xã hội con người từ trước thời Trung Cổ cho mãi đến ngày nay. Lời khuyên những ai muốn tu tập theo Phật giáo. Theo nguyên tắc chung, tôi nghĩ rằng tôn giáo của cha mẹ mình là tôn giáo thích nghi nhất cho mỗi người. Giả lại, cũng không tốt khi theo một trào lưu tôn giáo nào đó rồi sao lại bỏ. Ngày nay, nhiều người rất quan tâm đến đời sống tinh thần, nhất là Phật giáo, nhưng thường thì họ không suy xét cẩn thận để ý thức mình đang dấn thân vào một lĩnh vực như thế nào. Trước hết, phải biết chắc con đường mà ta chọn lựa có thật sự phù hợp với bản chất và ước vọng của ta hay không. Hãy tự xét xem mình có đủ khả năng để theo đuổi hay không, và sẽ gặt hái được những gì tốt lành sau khi tu tập. Hãy nghiên cứu những lời giáo huấn căn bản trước đã. Trước khi bước chân vào Phật giáo, ta không thể nào biết hết được. Tuy nhiên, ta vẫn có thể đạt được một số hiểu biết khá đủ về những gì chính yếu. Tiếp theo đó mới nên suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn. Và sau cùng, sau khi đã xem xét cẩn thận thì mới nên quyết định, như thế mới trọn vẹn được. Được như thế, chẳng những ta có thể đi xa hơn, và nếu cần còn có thể phát nguyện nữa. Người ta tìm thấy trong Phật giáo rất nhiều phương pháp thiền định. Các phương pháp ấy gồm có sự lý luận phân giải, sự tập trung phi khái niệm vào một vật thể duy nhất, lắng thật sâu vào nội tâm. Các đối tượng của thiền định có thể là hiện tượng vô thường, tính vô ngã, sự khổ đau, tình thương yêu, lòng từ bi và nhiều chủ đề khác nữa. Tuy nhiên, muốn tu tập một cách nghiêm túc thì cần phải có một vị thầy kinh nghiệm và đáng tin cậy để hướng dẫn. Vị thầy đứng ra giảng dạy cho ta sẽ giữ một vai trò thật then chốt. Vì thế cũng phải nhận xét xem vị ấy có chân chính hay không, có hàm chứa những phẩm tính đúng như mong muốn hay không. Về phần ta thì đã sẵn sàng và quyết định theo vị thầy ấy hay chưa. Một cách vắn tắt, hãy hành động thật thận trọng. Không nên trở thành người Phật tử mà không nghĩ suy, không biết gì cả. Hãy cố tránh trường hợp theo Phật giáo chỉ vì thích, rồi về sau mới biết là cách tu tập này hay cách tu tập kia không phù hợp với mình, hoặc là mình không đủ sức để thực hiện. Một số người khi nghe nói có một vị lạc ma thuyết giảng ở đâu đó, liền đổ xô tới và đặt hết tin tưởng vào vị này mà chẳng cần tìm hiểu gì cả. Không kịp xem xét xem vị ấy có hội đủ những phẩm tính cần thiết hay không. Sau một thời gian, họ mới thấy vị thầy ấy mang nhiều khiếm khuyết. Nhiều người Mỹ đã đến đây tìm tôi và kể lại một số trường hợp như thế. Họ nghe nói có một vị lạc ma gần nơi họ ở, tức thời họ đặt hết lòng tin vào vị này và chưa kịp tìm hiểu cặn kẽ.
họ tiếp nhận những lời giáo huấn và nhất là chịu lễ thụ pháp. Nhưng một hôm, thái độ của họ bỗng dưng đổi hẳn. Họ đùng đùng nổi giận và tuyên bố xem có ai muốn nghe chuyện tên Lạt Ma ấy đã lạm dụng tình dục với các người bạn gái của họ hay không. Thế là họ đã giơ đũa cả nắm để nghĩ sai về Phật giáo. Những kẻ ấy tự gửi mình cho những vị Lạt Ma thiếu khả năng và đã làm mất đi uy tín của những lời giáo huấn đích thực. Họ đổ trách nhiệm cho Đức Phật đã làm họ thất vọng. Việc ấy từ đâu mà ra? Chính là thái độ của những kẻ ấy không được đúng đắn. Trước khi quyết định điều gì, phải tìm hiểu cẩn thận. Quán xét một người thầy là bước quan trọng đầu tiên trên đường tu học. Kinh sách đều có nói đến. Nếu ta chọn một vị thầy tinh thần mà không kịp nghĩ suy gì cả, đến khi những khiếm khuyết của vị ấy lòi ra, lẽ tất nhiên ta sẽ có cảm giác như là một tai họa. Dù sao, khi đã tiếp nhận những ước vọng và lễ thụ pháp, thì tốt hơn đừng thả lỏng cho những ý nghĩ không tốt tha hồ tung hoành. Bất cứ một con người nào cũng có những phẩm tính tốt và những khiếm khuyết. Kinh sách nói rằng, một vị thầy tinh thần phải có những phẩm tính cao hơn chúng ta. Nhưng thật sự câu ý có nghĩa ra sao? Ví dụ một người nào đó được thụ giáo trực tiếp bằng khẩu truyền, một phương pháp tu tập mà ngày nay đã trở nên rất hiếm hoi, thì dù cho người ấy không có những hiểu biết lớn lao, nhưng trên phương diện truyền thụ thì họ đạt được một cái gì đó mà ta không có, và trong giới hạn của ý nghĩa ấy thì họ hơn ta. Nếu ta liên hệ với một vị thầy không tốt và đã tiếp nhận từ vị này những lời giáo huấn của Đức Phật, thì vị ấy vẫn xứng đáng để cho ta biết ơn. Nếu nhìn dưới khía cạnh đó, và nếu như ta xem người thầy là một kẻ tầm thường, hoặc tệ hại hơn là bất thần ta khinh ghét vị ấy, thì thái độ của ta không được đúng đắn lắm. Ngay cả trường hợp ta có hối tiếc đi nữa, thì vị ấy cũng từng là người hướng dẫn tinh thần cho ta. Vì thế nên tránh những thái độ quá cực đoan. Nói như thế không có nghĩa là ta bắt buộc phải tiếp tục tiếp nhận sự giáo huấn của vị ấy. Ta hoàn toàn tự do tránh không gặp vị ấy nữa. Nói chung, khi ta đã tiếp nhận những lời giáo huấn của Đức Phật qua một người nào đó, thì nếu có thể và tốt hơn hết là nên trao dồi lòng tin tưởng của ta nơi người ấy. Nếu không thực hiện được thì thôi, nhưng phải giữ thái độ trung hòa, không nghĩ tốt cũng không nghĩ xấu. Còn một điều nữa, không nên nghĩ rằng khi tu tập Phật giáo là ta có thể bay bổng lên trời xanh, đi xuyên ngang được vật chất hay nhìn thấy được tương lai. Mục đích của việc tu tập Phật giáo là chủ động tâm thức của chính mình, nhưng không phải để đạt được những quyền năng kỳ diệu. Cũng có thể khi đã khắc phục được tâm thức thì dần dần từng chút một, vài khả năng nào đó mà người ta gọi là kỳ diệu cũng có thể xảy ra. Nhưng đấy chỉ là những gì phụ thuộc. Nếu ta xem những thứ ấy là đối tượng chính của sự tu tập, thì thật sự tôi không tin chút nào đấy là sự tu tập Phật giáo. Những người ngoài Phật giáo cũng có những loại khả năng như thế. Hình như có một lúc KGB và cả CIA cũng chú ý đến những khả năng này. Vậy hãy giữ lấy sự thận trọng cho chính mình. Ghi chú: 1. Có nghĩa là xuất gia. 2. Nghiên cứu việc dùng thần giao cách cảm ứng dụng vào việc truyền tin và gián điệp, nhưng hình như đã thất bại. Lời khuyên những ai tu tập Phật giáo. Trong lĩnh vực tu tập tinh thần, khi mới khởi đầu thì thường thường rất hăng say, tiếp theo đó thì ngóng trông kết quả, và sau cùng thì nản lòng rồi chán ngán. Trường hợp ấy là dấu hiệu cho thấy một cái nhìn quá thiển cận. Mong đợi kết quả nhanh chóng là một sự sai lầm. Trừ trường hợp của nhà du già Mật Lạc Nhật Ba. Có phải vì muốn nhấn mạnh đến điều đó hay không mà kinh sách đã ghi chép rằng Đức Phật mất đến 3 thời gian Kalpa vô tận trước khi đạt được giác ngộ hoàn hảo?
phần ta thì làm thế nào có thể đạt được giác ngộ sau vài năm ẩn cư? Những điều trên đây chứng tỏ ta chẳng hiểu gì về các lời giáo huấn. Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần cầm cái chuông nhỏ mà lắc trong 3 năm thì sẽ đạt được thể dạng Phật. Quả thật hết sức ngây thơ. Nhiệt tình tu tập là một việc tuyệt vời, nhưng cũng phải hiểu rằng Đức Phật đã mất đến 3 thời gian Kalpa vô tận để tích lũy trí tuệ và những điều xứng đáng. Vậy hãy nhìn vào đấy để hiểu rằng ta sẽ phải cần thật nhiều thời gian để đạt được sự giác ngộ tối thượng. Theo Phật giáo Bắc Tông thì Đức Phật đã đạt được giác ngộ từ trước qua thân xác trí tuệ. Sau đó Ngài hiển hiện trong thân xác hình tướng để lập lại từ đầu quá trình của giác ngộ. Nhưng đâu phải đấy là lý do để cho ta vinh vào mà bắt chước thực thi như Đức Phật, có phải thế không? Chúng ta chỉ là những chúng sinh tập bước theo vết chân của Phật, và cũng chớ bao giờ quên là ngay trong kiếp nhân sinh cuối cùng, chính Ngài cũng phải mất 6 năm kham khổ. Nếu hiểu được những điều ấy, ta sẽ tránh được cái nhìn thiển cận. Quả đúng là người ta có nói, con đường tu tập mau lẹ của Kim Cương Thừa có thể giúp đạt được thể dạng Phật một cách nhanh chóng, không cần loại bỏ những xúc cảm tiêu cực. Nhưng không phải là không nguy hiểm. Trong tiểu sử của Mật Lạc Nhật Ba có một giai thoại như sau. Có một vị Lạc Ma nói với Mật Lạc Nhật Ba như sau: nếu ai thiền định về những lời giáo huấn của ta vào ban ngày thì sẽ thành Phật ngay ban ngày. Những ai thiền định lúc ban đêm sẽ thành Phật lúc ban đêm. Còn những người may mắn hưởng được nghiệp thuận lợi thì khỏi cần thiền định làm gì. Mật Lạc Nhật Ba tự tin một cách chắc chắn mình là một trong những người may mắn ấy, và Ngài liền đi ngủ. Nếu ta bắt chước những chuyện ngược đời như thế thì có thể ta sẽ rất hùng hổ lúc đầu, nhưng sau đó thì thất vọng nhanh chóng. Ngược lại, nếu hiểu rõ được những bước tiến hành trên đường tu tập thì lòng nhiệt tâm của ta sẽ không bao giờ suy giảm. Hiểu được điều ấy thật là quan trọng. Một điểm khác nữa, tôn giáo thường đưa ra những giới luật hay những quy tắc đạo đức để nâng cao giá trị con người. Trong Phật giáo nói riêng, có một số người không quan tâm đúng mức đến khía cạnh đạo đức đó, mà chỉ biết lo thiền định để mong chờ những kết quả diệu kỳ. Nhưng chờ mãi mà không có gì xảy ra thì họ sẽ vô cùng chán nản. Tôi xin lặp lại một lần nữa, mục đích của việc tu tập Phật giáo không phải để đạt được những khả năng kỳ diệu, nhưng để biến cải lấy con người của chính mình. Trở ngại lớn nhất là ta chưa sẵn sàng để hy sinh thời giờ cần thiết cho việc thực hiện đó. Ta nghĩ rằng Đức Phật cần đến những thời gian Kalpa, nhưng mình thì chỉ cần 2 hay 3 năm là giải quyết xong mọi chuyện. Vì thế mà tôi nghĩ con đường Bắc Tông là cần thiết. Khi đã đạt được một sự hiểu biết vững chắc trên đường tu tập, và nếu sau đó ta thực sự muốn bước vào Kim Cương Thừa, thì lúc ấy mới có thể hội đủ quyết tâm, dù cho phải để ra 3 thời gian Kalpa đi nữa. Khi đã hội đủ nghị lực, ta mới có thể tu tập theo Kim Cang Thừa được. Đấy là một phương pháp mang đến sự tĩnh lặng cho tâm thức và sự quán thế sâu xa dễ dàng hơn. Và khi đó, ta mới có nhiều may mắn để thành công. Ngược lại, khi chưa thu đạt được căn bản vững chắc mà đã hấp tấp khởi sự ngay với Kim Cương Thừa, thì ta có thể gặp nguy cơ tưởng lầm rằng mình sẽ đạt được dễ dàng thể dạng Phật trong một kiếp sống và bằng một thân xác như người ta thường nói. Ta cũng có nguy cơ biến vị thần linh ảo giác trong khi tu tập thiền định thành vị trời sáng tạo ra vũ trụ, và nghĩ rằng nếu đặt hết đức tin vào vị này thì vị này sẽ ban cho mọi khả năng siêu việt, được sống lâu, giàu sang và mọi thứ khác nữa, kể ra không hết. Một số người không hoàn toàn tin tưởng vào các lời giáo huấn của Đức Phật, nên họ chỉ lẩn quẩn trong việc tìm hiểu với tính cách học hỏi. Một số người khác thì tin tưởng vào giáo huấn của Đức Phật, nhưng lại chỉ nghiên cứu bằng những hiểu biết trí thức, hoàn toàn có tính cách lý thuyết.
Mục đích chính của giáo huấn Phật giáo là giúp biến cải bản thân của chính mình, nhưng không phải là cách gán thêm cho mình những hiểu biết mới. Nếu sau khi học hỏi mà không đem ra để thực hành bằng thiền định, thì hoàn toàn không có một ích lợi gì cả. Ta sẽ gặp nguy cơ trở thành một người Phật giáo chán nản, một người chỉ hiểu giáo huấn của Đức Phật trên mặt lý thuyết. Nói thì rất hay, nhưng hoàn toàn không biết gì về mùi vị của Phật Pháp. Chẳng qua vì họ không biết chuyển sự hiểu biết thành kinh nghiệm sống cho họ. Ngược lại, nếu biết áp dụng những lời giáo huấn vào bản thân mình, thì ta sẽ khám phá ra những thú vị đích thực, và nguy cơ trở thành một kẻ chán nản sẽ không còn nữa. Vì thế, phải hội nhập thật sâu những lời giáo huấn vào tâm thức. Hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau. Những ai muốn chọn một cuộc sống thiền định và những giai đoạn ẩn cư lâu dài, chẳng hạn như cách ẩn cư 3 năm theo truyền thống Tây Tạng, thì phải chuẩn bị trước thật cẩn thận qua những lần tu tập mở đầu. Tự gian mình trong bốn bức tường mà không biết thực thi đúng đắn sự tu tập để hướng tâm thức vào con đường tâm linh thì cũng như ngồi trong nhà tù mà thôi. Nếu trong khi thiền định ta chỉ biết tụng niệm nhưng không ý thức được gì cả, thì ẩn cư cũng chẳng có ích lợi gì. Trước khi ẩn cư, ta là một người bình thường, nhưng khi trở ra, ta vẫn còn nguyên như thế. Biết đâu ta chỉ thực hiện được thêm một thứ mới, ấy là sự kiêu hãnh. Vì có thể ta nghĩ rằng đã tự giam mình trong 3 năm, nên ta xứng đáng mang danh một vị lạc ma. Như thế có ích lợi gì hay không? Trái lại, nếu chuyên cần ngay trong lúc tu tập mở đầu và sau đó thực hành một cách thường xuyên việc tu tập chính yếu trước khi ẩn cư 3 năm, thì chắc chắn sau khi hết thời gian ẩn cư, tư duy, ngôn từ và hành vi của ta sẽ hoàn toàn biến cải. Hoặc ít ra ta cũng trở nên một người kỹ cương hơn, và đó cũng là một điều đáng mừng. Với tư cách một Phật tử, nếu ta ước muốn xả thân cho các công trình nhân đạo thì đấy cũng là một điều tốt. Nhưng phải xét lại xem chủ tâm của ta có hoàn toàn tinh khiết hay không. Dù sao thì một hành động xã hội đơn thuần, không đi đôi với tình thương và lòng từ bi, cũng chưa phải là một hình thức dấn thân của Phật giáo, nhất là khi ta chưa quy y Phật. Chính vì thế mà ngoài những công tác xã hội, ta phải dành ra một phần thời giờ để tu tập, ẩn cư và thiền định về vô thường, khổ đau, vân vân. Ghi chú: 1. Mật Lạc Nhật Ba 1052-1135 là một đại sư du già Tây Tạng, được xem như một thánh nhân. Ngài để lại thật nhiều bài ca, thơ bất hủ. Các bài ca ấy được góp nhặt và ghi chép lại trong một tập sách rất nổi tiếng